Của chân nhân chương 390, truyền thừa Tam Vương mở ra, một Bình thường mà nói, chỉ cần trong tay tâm từ tiểu thư có được 300.000 nguyên thạch, ngài ấy đã có thể loại đi rất nhiều người. Nếu có 600.000, ngài ấy đã có sức cạnh tranh rất lớn. Trên 600.000, từ 700 đến 800, thành tích này là thành tích cao nhất trong việc tuyển chọn các thiếu chủ. Nhưng, nói đến đây, Ngụy Ương dừng lại một chút. Trong số đối thủ cạnh tranh lần này có một người đáng làm đối thủ của ngài. Mẹ của người đó là biểu muội của tộc trưởng đại nhân, người của thương gia, thế lực rất lớn. Người đó tên là Thương Nhất Phi, là một trong những đối thủ cạnh tranh lớn nhất trong lần này. Có mẹ y sau lưng trợ giúp, y ít nhất sẽ có được thành tích 600.000. Tâm từ tiểu thư muốn thắng được y, nhất định phải có được thành tích tốt hơn. Thương Nhất Phi ít nhất sẽ có được thành tích 600.000 thương tâm từ muốn lấy được vị trí thiếu chủ nàng sẽ phải đạt thành tích cao hơn nhưng thương tâm từ ở thương gia không quyền không thế mẹ lại là người của trương gia đang ở thế yếu trong chính trị không giống như thương nhất phi có người sau lưng làm chỗ dựa chỗ dựa duy nhất của nàng chính là thương yến phi nhưng bởi vì nguyên nhân gia tộc cũng không thể công lưỡng thiên vị nàng được bởi vậy áp lực rất nặng đè xuống hai vai thương tâm từ ngụy ương nói xong ánh mắt che giấu sự lo lắng nhìn chăm chú thương tâm từ. Hắn ta biết thành tích 700 đến 800 nghìn chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Từ trước đến nay có rất ít thiếu chủ có thể đạt được thành tích này. Bởi vì, ngoại trừ tài hoa còn cần có sự nâng đỡ và vận khí nữa. Ban đầu, Thương Yến Phi cũng không dự định để thương tâm từ nhanh như vậy cạnh tranh vị trí thiếu chủ. Hết thảy đều do hai người phương bạch ở sau lưng thôi động. Thương tâm từ nghe Ngụy Ương nói xong, im lặng một chút, đột nhiên hỏi, không biết thành tích tốt nhất trong lịch sử thương gia là bao nhiêu. Ngụy Ương sững sờ, siêu việt nhất chính là từ 800 đến hơn 900 nghìn. Có thể đạt được mức độ đó, trong lịch sử thương gia ít càng thêm ít. Tính lại cũng không quá 20 người. Đương kim thiếu tộc trưởng thương Thác Hải đã đạt được 890 nghìn, dẫn đến sự chấn động cho gia tộc, nhưng khi đó phụ thân của tiểu thư lại đạt được 920 nghìn. Chỉ thành tựu này thôi cũng đủ đi vào sử sách của thương gia ngụy ương hơi dừng lại một chút rồi nói tiếp nhưng thành tích tốt nhất trong lịch sử thương gia chính là một triệu một trăm mười nghìn người lập được thành tích này tên là thương quỷ tài có thiên tư yêu nghiệp đáng tiếc đã chết mười năm rồi chín trăm hai mươi nghìn một triệu một trăm mười nghìn thương tâm từ nghe xong hai mắt sáng lên bàn tay hơi nắm chặt trên phương diện kinh doanh nàng có thể nói là tài hoa hơn người trong lần cạnh tranh này mặc dù nàng bị phương nguyên cổ động nhưng bản thân cũng đã có dự định cũng không phải bị động nhìn thấy thần sắc của thương tâm từ ngụy ương hơi yên tâm được rồi ta phải đi thôi nhưng trước khi đi ta nhất định phải nhắc nhở các người lần cạnh tranh này rất được trên dưới thương gia coi trọng tuyệt không được bí quá hóa liều làm ra những hành động vi phạm quy củ tin ngụy đại ca đi những ai gian lận trong cạnh tranh đều không có kết quả tốt thiếu chủ là tương lai của thương gia liên quan trọng đại không được phép qua loa thương nhai tý vẫn là thiếu chủ bởi vì làm giả sổ sách nên mới bị lưu vong từ đó có thể nhìn thấy thương gia rất để ý những việc làm sai trái của các thiếu chủ thương nhất phi có nhà ngoại ở đằng sau làm chỗ dựa cùng lắm cũng chỉ dám giúp đỡ y dựa trên quy củ chứ không dám gian lận sau đó ngụy ương lại không yên lòng dặn dò thêm vài câu rồi rời khỏi nam thu uyển hắn ta là trọng thần của gia tộc là tâm phúc của thương yến phi theo lý Hắn ta phải nên tránh hiềm nghi. Nhưng hắn ta vẫn xuất hiện ở Nam Thu Uyển để dặn dò Thương Tâm Từ, đủ để thấy tình nghĩa của hắn ta rất sâu nặng. Ngụy Đại Ca vì chúng ta đã phải gánh rất nhiều áp lực. Tiếp theo, chúng ta đừng làm phiền huynh ấy nữa." Thương Tâm Từ nói. Phương Nguyên từ chối cho ý kiến. Bạch Mương băng cao mày, muốn tăng gấp 6 lần 100.000 nguyên thạch trong 3 tháng, nói nghe thì dễ quá. Mặc dù thiên tư của nàng cũng trát tuyệt nhưng đối với kinh doanh buôn bán thì một chữ cũng chẳng biết. Bây giờ, nàng thật sự cảm thấy khó xử. Nào biết được thương tâm từ lại mỉm cười, tự tin nói, thật ra ta đã có một biện pháp tốt. Chỉ cần áp dụng theo biện pháp này, chúng ta có thể kiếm được 600.000. A, à, là biện pháp gì? Bạch Ngưng băng lập tức hỏi. Thương tâm từ nhìn chầm chầm phương nguyên, nói, bởi vì ta hay đến diễn võ trường, khi nhìn hắc thổ ca ca giao đấu, Ta đột nhiên có linh cảm. Chúng ta có thể kinh doanh tin tình báo. Kinh doanh tin tình báo. Bạch Ngưng băng cao mày. Không sai, là kinh doanh từ tin tình báo. Trên diễn võ trường thương gia, mỗi ngày đều có trên trăm trận giao chiến, không khí đánh nhau nồng nặc như vậy, chúng ta có thể lợi dụng nó. Ta đã nghĩ qua, chúng ta có thể thu thập tư liệu của cổ sư lớn nhỏ trong diễn võ trường, sau đó đem ra bán. Chúng ta cũng có thể mời một số người nổi tiếng đưa ra những lời bình luận trước và sau những trận đại chiến thương tâm từ cười đáp hay bạch ngưng băng vỗ tay tán dương biện pháp này đúng là hay bạch ngưng băng đã tham gia qua rất nhiều cuộc chiến ở diễn võ trường càng thêm hiểu biết về mức độ diệu dụng của biện pháp này nàng hiểu đó chính là một ý tưởng rất tốt có thể mở ra cơ hội để kinh doanh ngay cả phương nguyên cũng không nhịn được mà nhìn sang thật ra kiếp trước hắn cũng đã nghĩ đến biện pháp này, thậm chí còn dùng qua ở Vũ Gia. Diễn võ trường của Vũ Gia còn lớn hơn thương gia, không khí chiến đấu lại càng dày đặc. Sự tiên phong của Phương Nguyên lúc đó đã gây nên một sự chấn động, giúp cho hắn ngày nào cũng kiếm được đầy bát. Nhưng không bao lâu sau, hắn bị người nhà họ Vũ nhúng tay, cạnh tranh và chèn ép. Chưa được mấy tháng, lợi nhuận của hắn rớt xuống thê thảm, sau nửa năm thì không thể làm tiếp được nữa. Phương Nguyên cho rằng, Hắn có được ý tưởng này là vì hắn có trí nhớ ở địa cầu. Thương tâm từ có thể nhìn ra, đủ chứng tỏ thiên phú trác tuyệt của nàng ở phương diện kinh doanh. Tuy chủ ý này tốt, nhưng phương nguyên lại lắc đầu. Thương tâm từ cắn môi, chẳng lẽ hắc thổ ca ca cảm thấy chủ ý này không hay? Chủ ý rất hay, nhưng trước hãy thông thả. Tâm từ, muội tinh ta không? Phương Nguyên nhìn thẳng vào thương tâm từ. Thương tâm từ mỉm cười dịu dàng mạng này của ta là do hắc thổ ca ca cứu. Thương tâm từ còn có cái gì mà không tin tưởng ca ca chứ? Bạch ngưng băng khẽ hừ trong lòng, cũng không lên tiếng. Nàng là người đi cùng Phương Nguyên, biết rõ mọi chuyện. Tai nạn thương tâm từ gặp ở trên đường đều do một tay Phương Nguyên tạo ra. Phương Nguyên gật đầu, nếu muội đã tin tưởng ta, vậy hãy nghe theo ta sắp xếp. Chỉ cần 20 ngày thôi, ta có thể giúp muội tăng gấp 3 số nguyên thạch trong tay. Thật sao? Cương mặt thương tâm từ hiện lên vẻ tò mò, vậy ta xin nghe theo sự sắp xếp của ca ca. Hắn đang đánh chủ ý gì vậy nhỉ? Lại muốn gây tai họa cho ai à? Bạch ngưng băng liếc nhìn Phương Nguyên, không khỏi suy đoán trong lòng. Núi Tam Xoa nằm giữa núi lãnh chiến của Tả Gia và núi Phi Lai của Sa Gia. Tả Gia và Sa Gia một người có hơn 600 năm lịch sử, một người rồng rã 580 năm lịch sử. Hai nhà này là kẻ thù truyền kiếp, mấy đời tích lũy cừu hận, khiến cho người của hai nhà không đội trời chung với nhau gần trăm năm nay hai nhà vì khuếch trương muốn chiếm cứ núi tam xoa mà ra tay đánh nhau trên sườn núi tam xoa một trận chiến đấu kịch liệt đang bước vào hồi cuối máu tươi tràn ngập mặt đất mấy chục thi thể cổ sư nằm vắt trên núi đá trong trận chiến chỉ còn bảy người tả gia còn ba người xa gia còn bốn người trên ngực của gia lão vô thanh tả gia ngay tại vị trí trái tim có một vết thủng thật sâu, máu chảy ròng ròng. Một tay ông ta đè xuống vết thương, ngay trước mặt tả thiền ngọc, nghiêm túc nói, đại tiểu thư, người mau đi nhanh đi. Nơi này cứ để chúng ta ngăn cản. Tả thiền ngọc là trưởng nữ tả gia, có tư chất loại giáp, là hy vọng tương lai của tả gia. Nàng tuổi trẻ mỹ mạo, chưa đến 20 tuổi đã là tu vi trung giai tam chuyển, tuyệt không thể chết yểu chỗ này được. Vô thanh gia lão, Gương mặt thương tù ngư toát lên vẻ do dự Muốn đi Không có cửa đâu Gia lão xa gia xa hữu âm cười lạnh Sau đó xông lên Lão quỷ vô thanh Ngươi cũng có ngày hôm nay Ha ha, hôm nay ngay tại đây Xa hữu âm ta sẽ khiến các ngươi chết không có chỗ chôn Sát ý tràn ngập trong giọng nói của ông ta Nhưng vừa mới nói xong Ông ta lại thấp giọng căng dặn một mỹ nữ cổ sư bên cạnh Hương Nhi, con đang bị thương đợi lát nữa đánh nhau, con hãy lui về phía sau, để cho chúng ta ra trận là được. Sa xảo hương cao mày, cha, con chỉ bị thương nhẹ, không có chuyện gì đâu. Con muốn kề vai sát cánh với cha. Trong lòng nàng vô cùng lo lắng. Vô Thanh và Sa Hữu Âm đã đối đầu mấy chục năm, thực lực tương xứng. Mặc dù Vô Thanh bị trọng thương, nhưng muốn giết chết ông ta là điều không dễ dàng. Phản ứng trước khi chết nhất định sẽ cực kỳ khủng bố. Hồ nháo. Sa hữu âm thấp giọng quát lớn, con hãy ngoan ngoãn nghe lời cha, đây là mệnh lệnh. Sa xảo hương miếm môi, đang định phản bác, chợt nghe tiếng cười. Ha ha, ha ha, ha ha, hu ho. Tiếng cười kia rất cổ quái, khiến cho người ta nghe xong có cảm giác giống như có một luồng gió tà đạo thổi tới. Theo tiếng cười xuất hiện, trên núi đá xuất hiện một bóng người. dáng người này ngọc thụ lâm phong, mặc áo bào hoa, trên áo choàng còn theo bướm trắng đầy trời, trên đầu đội vòng hoa hai bên là hoa hồng cầu bằng lông tơ trung động không ngừng theo tiếng cười của gã giống như một diễn viên đang hát trong gánh hát rất có cảm giác vui vẻ bất luận là tả vô thanh hay là xa hữu âm khi nhìn thấy người này sắc mặt lập tức thay đổi trong lòng có cảm giác không vui ngược lại còn cảm thấy sợ hãi a à, là vấn điệp Lan quân khổng nhật thiên hai người mỗi người một câu nói toạc ra thân phận của người trước mắt ngay cả biểu hiện của những người khác cũng phát sinh thay đổi, nhất là tả thiền ngọc và xa xảo hương, lại càng khẩn trương, hoa dung thất sắc. Khổng Nhật Thiên chính là cổ sư ma đạo, tiếng xấu đầy trời. Gã thích mặc áo bào theo bướm trắng, vì thế người ta mới gọi gã là Phấn điệp Lan Quân. Nhưng trên thực tế, gã lại là một đạo tặc hái hoa, chuyên hại đời những thiếu nữ trong trắng, người hận quỷ ghét, một mình độc lai độc vãng. Quan trọng nhất, gã có tu vi tứ chuyển. Gã xuất hiện vào lúc này, lập tức thay đổi toàn bộ cục diện của cuộc chiến. Tả gia, xa gia đều như nỏ mạnh hết đà. Hai đại chiến lực xa hữu âm, tả vô thanh đều đã bị trọng thương, chân nguyên không đủ, chỉ là tu vi tam chuyển. Ha ha, ha ha, hô hô, không sai, ta chính là khổng nhật thiên. Bị gọi ra thân phận, phấn điệp lan quân cất lên tiếng cười cổ quái của gã. Bỗng nhiên, gã phất tay một cái, chân nguyên rót vào cổ trùng, Nhất thời hoa bay đầy trời. Những cánh hoa màu hồng biến thành những con bướm nhiều màu, bay múa một cách siêu vẹo. Thình lình, hương thơm tỏa bốn phía của chiến trường. Tả gia, Sa gia vội vàng ngăn cản, cùng nhau thi triển bản lĩnh của mình. Khổng Nhật Thiên thừa cơ đánh xuống, cuộc chiến bộc phát, hoa bay càng nhiều hơn, xen lẫn bóng người bên trong. Thân hình Khổng Nhật Thiên lóe lên, bỗng nhiên lui về phía sau, thoát ly khỏi chiến trường. Đã đánh lui gã rồi nguy hiểm thật. Sa hữu âm, tả vô thanh cùng nhau thở vào một hơi, nhưng sau một khắc, sắc mặt bọn họ liền thay đổi. Thiền ngọc con ta. Xảo hương, cẩu tặc, mau thả con gái của ta ra. Ánh mắt hai vị gia lão phun ra lửa giận trùng thiên. Ha ha, ha ha, hô hô, khổng nhật thiên ngửa mặt lên trời cười liên tục, mỗi tay ôm một mỹ nữ. Sa xảo hương và tả thiền ngọc đã hôn mê, bị khổng nhật thiên bắt được trong cuộc hỗn chiến vừa rồi khổng nhật thiên am hiểu nhất chính là đối phó nữ cổ sư thu hoạch hôm nay rất tốt không nghĩ đến lại gặp được hai tiểu mỹ nhân ở chỗ này ha 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 hô hô khổng nhật thiên phát ra tiếng cười đắc chí đột nhiên gã biến sắc toàn bộ núi tam xoa bắt đầu chấn động nhất thời đất đá cuồn cuộn lăn xuống đất núi rung chuyển chuyện gì xảy ra vậy chuyện gì xảy ra trong lúc mọi người kinh hô ba cục sáng từ ba đỉnh cao nhất của ngọn núi tam xoa mãnh liệt bắn lên cao cục sáng rộng lớn một vàng một lam một đỏ đâm thẳng trời xanh xuyên qua vân tiêu đúng lúc này ba giọng nói cùng vang vọng toàn bộ núi tam xoa một lúc truyền thừa tam vương mở ra hôm nay bất luận chính ma hãy lưu lại chờ hữu duyên mọi người nhìn cảnh tượng trước mặt sợ đến ngây người ngay cả khổng nhật thiên cũng tạm thời quên mất hai vị tiểu mỹ nhân trong lòng truyền thừa tam vương là truyền thừa tam vương khi mọi người kịp phản ứng ai nấy cũng đều cực kỳ hưng phấn truyền thừa tam vương trời ơi mỗi một vương trong ba vương đều là cổ sư ngũ chuyển đây chính là truyền thừa của bọn họ ba ngày sau thành thương gia nam thu biển thư phòng nhẹ nhàng đặt tin tức tình báo lên bàn ánh mắt phương nguyên lóe lên truyền thừa tam vương rốt cuộc cũng đã mở rồi tính toán thời gian nó diễn ra cùng một ngày với kiếp trước. Có thể thấy được trong thế giới này, mặc dù trùng sinh có thể thay đổi lịch sử, nhưng các sự kiện lớn đều diễn ra theo quán tính, không bị thay đổi một cách tùy tiện. Truyền thừa Tam Vương đã mở, khiến cho thời gian của ta không còn nhiều. Sau khi đẩy thương tâm từ lên vị trí thiếu chủ, ta phải lập tức rời khỏi chỗ này. Trong lòng Phương Nguyên sinh ra một cảm giác áp bách, cần phải tranh thủ thời gian. Truyền thừa Tam Vương và truyền thừa bình thường không giống nhau truyền thừa hoa tửu truyền thừa bạch cốt mà phương nguyên đã lấy trước đó đều cùng một đạo truyền thừa tam vương là ba đạo đứng cùng một chỗ nếu đồng thời có được ba đạo này thực lực của phương nguyên sẽ tăng lên gấp mấy lần nhu cầu đối với cổ trùng tứ chuyển sẽ thỏa mãn hơn phân nữa ít ra tài nguyên tu hành trước khi đột phá ngũ chuyển sẽ không cần phải lo lắng nữa nhưng truyền thừa tam vương là truyền thừa ma đạo vô cùng nguy hiểm bên trong có rất nhiều chó cửa ải trùng điệp trước khi sinh vô số người mất hết nửa năm mới có người thông quan thu được truyền thừa vì thế phương nguyên cho rằng có đi cũng vô dụng tin tức truyền thừa tam vương là thật ba cột sáng trùng thiên đó làm sao có thể che giấu được phương nguyên biết ba cột sáng nhiều màu này chính là cửa vào truyền thừa nhưng muốn qua cửa phải cần có tiêu chuẩn nhất định cứ như vậy ta có thể toàn lực thu mua cổ ngự khuyển chỉ hạt cổ còn có cổ bạo trứng Phương Nguyên tính toán. Trước đó, hắn đã vận dụng tài chính trong tay, lặng lẽ thu mua ba loại cổ này trên thị trường. Nhưng tính cách của hắn khá cẩn thận, cũng không toàn lực ra tay. Bây giờ tin tức truyền thừa Tam Vương đã truyền đến thành thương gia, xem như thời cơ chín mùi. Toàn lực thu mua. Trong năm ngày sau đó, Phương Nguyên đã mua rất nhiều cổ ngữ khuyển nhất chuyển, chỉ hạt cổ nhị chuyển, cổ bạo trứng nhất chuyển. Không những tiêu hết 100.000 nguyên thạch của thương tâm từ, mà còn 300.000 Bách gia trại mới nộp. Phương Nguyên đã từng đe dọa Bách gia trại phải nộp cho hắn 3 triệu nguyên thạch. Cho đến bây giờ, Bách gia trại đã thanh toán hơn phân nửa. Cộng thêm số tiền dư trong tay Bạch Ngưng Băng, kế hoạch thu mua của Phương Nguyên đã thành công rất lớn. Thương tâm từ vận dụng toàn bộ tài chính thu mua ba loại cổ này. Trong thư phòng, Thương Nhất phi cầm một tờ giấy trong tay. Tờ giấy này là do bên phía nhà mẹ đẻ của y gửi đến mẹ của thương nhất phi là biểu muội của thương yến phi thế lực khổng lồ tai mắt đông đảo cổ ngự khuyển nhất chuyển chỉ hạt cổ nhị chuyển còn có cổ bạo trứng nhất chuyển nàng ta mua những loại cổ này dùng làm việc gì thương nhất phi cao mày trầm tư suy nghĩ nhưng nghĩ mãi mà vẫn không ra nghe nói thương tâm từ đã ủy thác một trăm nghìn nguyên thạch cho phương chính mặc dù chiến lực của phương chính rất mạnh nhưng trước đó không hề có tin tức hắn có tài hoa trong kinh doanh Hắn thu mua lung tung như vậy, chỉ tổ hao tốn thực lực của mình. Chẳng lẽ trước đó ta đã đánh giá cao bọn chúng rồi? Thương nhất Phi Trầm Tư, mặc dù tu vi của y không cao, nhưng cũng có tài năng kinh doanh, vì thế y có sự nhận biết không cạn đối với thị trường. Dựa theo lẽ thường, mạnh tay mua cổ trùng như vậy, bất luận một vị thương nhân có tâm cơ nào cũng không lựa chọn làm như thế. Bởi vì đầu tư như vậy hoàn toàn không có lời. Thương nhất Phi trái lo phải nghĩ, nhưng vẫn cảm thấy có cái gì đó không ổn y cho rằng mình giống như đã bỏ sót một thứ gì đó giống như ẩn chứa đằng sau hành vi thu mua điên rồ này là một âm mưu của đối phương đúng lúc này lão quản gia đứng ngoài cửa bẩm báo thiếu gia vừa mới xảy ra một việc lớn lão nô phải nhanh chóng đến đây báo cáo với ngài a à, trương lão mời vào thương nhất phi vội gọi đây là trương tổng quản là thuộc hạ đắc lực của mẫu thân y tu vi tam chuyển đỉnh phong một mình đảm đương một phía, kinh nghiệm rất phong phú, tất nhiên không thể cư xử như thuộc hạ bình thường. Mẹ của Y cũng đã từng dặn dò Y, bảo Y nhất định phải dùng lễ để đón tiếp Trương Tổng quản. Trong những lúc bình thường, Y phải thường xuyên thỉnh giáo ông ta nhiều hơn. Trương Tổng quản bước đến, sắc mặt lộ vẻ ngưng trọng, nhất phi thiếu gia, sự việc không ổn rồi. Từ núi Tam Xoa truyền đến tin tức, đã có người tìm ra được phương pháp chính xác tiến vào truyền thừa. Lúc trước, Mặc dù truyền thừa Tam Vương hiện thế với ba cục sáng vàng, lam, đỏ sông thẳng trời cao, nhưng truyền thừa Tam Vương có sự huyền diệu của nó, không người nào có thể qua được cánh cửa này. Trải qua mấy ngày gần đây, có rất nhiều năng nhân dị sĩ điên cuồng tiến vào thăm dò, sau đó đã tìm ra được phương pháp tiến vào truyền thừa Tam Vương. Nghe Trương Tổng quản nói, Thương Nhất Phi cảm thấy hứng thú, sao, tiến vào truyền thừa Tam Vương. Để làm gì? Chẳng lẽ nói. Đột nhiên, sắc mặt của y thay đổi ánh mắt không tự chủ nhìn tờ giấy trong tay mình y đang nghĩ đến một loại khả năng nào đó vội đứng bật dậy trương tổng quản cười khổ xem ra nhất phi thiếu gia đã đoán được không sai muốn tiến vào truyền thừa tam vương phải cần có ba loại cổ tiến vào cột sáng màu vàng của truyền thừa khuyển vương cổ sư cần luyện hóa cổ ngự khuyển nhất chuyển muốn tiến vào cột sáng màu lam của truyền thừa tính vương cổ sư cần phải có chỉ hạt cổ muốn tiến vào cột sáng màu đỏ có truyền thừa bạo vương ít nhất phải có một con cổ bạo trứng tại sao lại như vậy thương nhất phi nghẹn ngào y ngồi phịch xuống ghế gương mặt thất hồn lạc phách y rốt cuộc đã hiểu vì sao hai người phương bạch lại mua rất nhiều ba loại cổ này thì ra nguyên nhân là nằm ở đây bây giờ tin tức truyền thừa tam vương đã truyền khắp nam cương truyền thừa ba vị cổ sư ngũ chuyển đồng loạt xuất hiện không biết có bao nhiêu người ngo ngoe muốn động muốn tìm một chén canh trong này. Nhưng muốn tiến vào truyền thừa Tam Vương, nhất định phải có được một trong ba loại cổ trên. Nhưng bây giờ, ba loại cổ trong thành thương gia, đa phần đang nằm trong tay thương tâm từ. Chỉ cần không phải kẻ ngu, ai cũng có thể nghĩ ra được, tiếp theo bọn họ bán loại cổ này đắt hàng như thế nào. Thương nhất phi không phải kẻ ngu. Ngược lại, y rất thông minh, ít ra còn không khéo hơn thương nhai tí một chút. Rốt cuộc bọn họ biết được tin tức này từ chỗ nào tại sao lại chuẩn xác như vậy không bây giờ tìm kiếm nơi phát ra tin tức đã không còn quan trọng quan trọng là ta nên làm thế nào để ngăn cản bọn chúng ánh sáng lạnh không ngừng lấp lóe trong mắt thương nhất phi vận dụng trí não để suy nghĩ đối sách sau nửa ngày gương mặt của y hiện lên tinh thần sa sút và sự bất đắc dĩ cũng không còn cách nào thương tâm từ làm việc rất sạch sẽ đây là một vụ đầu tư rất bình thường nhưng bởi vì truyền thừa tam vương, chúng mới đột nhiên phá lệ trở nên nóng hổi như vậy. Mặc dù khi thu mua, thương tâm từ vận dụng không chỉ 100.000 nguyên thạch, nhưng hành động này không trái với tộc quy, cùng lắm là đánh gần cầu mà thôi. Chỉ cần kiếm được nguyên thạch, chỉ cần dùng 100.000 nguyên thạch để tính, tất cả chẳng có gì là không ổn. Nếu thương nhất phi muốn dùng số tiền này để nổi lên, sức sẽ không đủ. Bởi vì y cũng đang đánh gần cầu, đã mượn rất nhiều thế lực của mẫu thân, ví dụ như trương tổng quản nghiêm túc mà nói y đánh gần cầu còn hung ác hơn thương tâm từ nhất phi thiếu gia lần này đối phương đã nắm giữ tin tức tình báo chuẩn xác số tiền lời trong lần kinh doanh này vốn liếng đối phương ít ra có thể tăng lên gấp ba chúng ta không nắm được sơ hở của đối phương lại không thể sử dụng thủ đoạn hắc ám chúng ta nên tranh thủ thời gian làm tốt bên phía của mình với mối quan hệ của phu nhân ở thành thương gia sau ba tháng thiếu gia ít nhất sẽ có 600.000, vẫn có phần thắng như cũ. Trương Tổng quản Quyên từng cũng đành phải như vậy. Thương Nhất Phi thở ra một hơi, nhưng sự lo lắng trong lòng vẫn không thể giảm bớt. Liên quan đến việc cạnh tranh vị trí thiếu chủ, lúc này chỉ vừa mới bắt đầu, đối phương đã mang đến cho y một sự kinh hỉ như vậy. Thật không biết tiếp theo bọn họ còn làm ra hành động thiêu thân nào nữa. Thương Nhất Phi vốn đang tràn ngập tự tin, trong lòng đã bắt đầu do dự hơn. Tam vương theo thứ tự là khuyển vương, tính vương và bạo vương. Về lai lịch, tất phải ngược dòng tìm hiểu 300 năm trước. Tam vương đến từ vương gia trại. Vương gia trại bị kẻ địch là ô gia trại tiêu diệt toàn bộ nhưng ngoài ý muốn đã để sót ba đứa trẻ. Ba đứa trẻ hai nam một nữ. Tuổi của đứa lớn nhất chỉ mới 8 tuổi, chính là khuyển vương ngày sau. Nhỏ nhất cũng chỉ có 5 tuổi, chính là bạo vương bé gái về sau trở thành tính vương tuổi lúc đó chỉ mới lên sáu ô gia trại vội và chiếm đoạt hết thảy của vương gia trại ba đứa nhỏ này tính là gì chứ ngay cả cổ sư cũng không phải vì thế cũng không để ý tùy ý hạ một lệnh truy sát sau đó không quan tâm đến ba người nữa người truy sát cũng làm biến tùy ý giết ba đứa trẻ khác sau đó mạo danh thay thế giao nộp lại để ứng phó ba đứa trẻ vương gia trại may mắn giữ được tính mạng bọn chúng đã trải qua gian khổ chịu đủ ma luyện miễn cưỡng sống tạm gian nan sinh tồn trong quá trình sinh sống đã bồi dưỡng một tình cảm rất thâm hậu với nhau tuổi tác tăng lên cừu hận của bọn chúng đối với ô gia trại cũng càng lúc càng sâu nhưng sau khi ô gia trại chiếm được vương gia trại thực lực bành trướng sở hữu ba đại gia tộc trải qua nhiều năm kinh doanh thế lực ngày càng thâm căng cố đế ba đứa trẻ mồ côi của vương gia trại ngay cả cơ hội khai khiếu cũng không có muốn đối phó ô gia trại, báo thù rửa hận, chẳng khác nào hái sao trên trời. Nhưng trong thế gian này, những điều kỳ diệu luôn xuất hiện để thay đổi số mệnh. Ngươi vĩnh viễn sẽ không biết sau một khắc, chờ đợi vận mệnh của ngươi sẽ là cái gì. Trong một lần hái thuốc ở Thâm Sơn, Tam Vương ngoài ý muốn bị cuốn vào một truyền thừa thượng cổ. Truyền thừa này không thể coi thường, là do một vị cổ tiên lục chuyển thần bí lưu lại. Nhờ thế, vận mệnh của Tam Vương đã chuyển hướng bọn họ kế thừa một phần truyền thừa của cổ tiên lục chuyển, chăm chỉ tu luyện gần trăm năm. Ba người luôn cổ vũ nhau, đồng loạt tu hành đến cảnh giới ngũ chuyển, lúc này bọn họ cảm thấy thời cơ đã chín mùi, liền ra khỏi khu vực truyền thừa, đến ô gia trại để báo thù. Bây giờ, ô gia trại đang vào lúc cường thịnh. Tam vương không dùng bất cứ âm mưu nào, cứ đánh thẳng vào cửa ô gia trại. Tộc trưởng ô gia là cổ sư ngũ chuyển, nhưng làm sao có thể địch nổi ba vị cổ sư ngũ chuyển cùng nhau hợp lực ra tay chứ? Nhất là ba vị cổ sư ngũ chuyển này đều kế thừa truyền thừa thượng cổ. Quyển vương khống chế bầy khó khắp núi, vung tay lên chính là quân thế bàn bạc. Đàn chó như con sông mênh mông, quét sạch ô gia trại. Tốc độ của tính vương rất nhanh, xuất quỷ nhập thần, tập sát cao tầng cốt cán của ô gia trại, khiến cho ô gia trại như rắn mất đầu, chỉ huy hỗn loạn. Bạo vương uy mãnh không ra tay thì thôi, ra tay chính là kinh thiên động địa, dẫn phát núi lở đá nứt. Ô gia cường thế nhất thời, chỉ trong ba ngày đã bị Tam Vương diệt sạch. Bên trên ba ngọn núi, nguyên tuyền đều bị phá hủy, xác chết khắp nơi, máu chảy đầy đất, thê thảm vô cùng. Mặc dù đã diệt được ô gia trại, nhưng Tam Vương cũng phải trả một cái giá nặng nề. Nhưng có thể báo thù rửa hận, bọn họ cam tâm tình nguyện gánh chịu cái giá đó. Đại thù đã báo xong, Tam Vương đều cảm thấy cuộc sống này thật tẻ nhạt, không thú vị chút nào. Bọn họ cũng không trùng kiến lại vương gia trại. Gia tộc có cường thịnh đến đâu cũng không ngăn được cường giả chân chính. Bọn họ bắt đầu ẩn cư, không tái xuất giang hồ, giống như ba ngôi sao lấp lánh trong nháy mắt, tạo ra sự oanh động ở Nam Cương, sau đó giả từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh Vinh Quang, mai danh ẩn tích. Không ai biết tin tức của Tam Vương sau đó, cho đến gần đây, truyền thừa của bọn họ đột nhiên xuất hiện trong tay quyển vương có ít nhất ba con cổ ngự khuyển ngũ chuyển. Có nó, ta có thể khống chế được vạn thú vương, chỉ huy đàn thú, công phạt thiên hạ. Tính vương am hiểu luyện cổ. Chỉ hạt cổ nhị chuyển của nàng đã phát triển thành một bộ cổ trùng kỳ lạ, có thể giúp nàng ta có được tin tình báo dễ như trở bàn tay. Chính nhờ nàng, quyển vương và bạo vương mới biết được lỗ hổng trong phòng thủ của ô gia trại năm đó. Tam vương có thể tiêu diệt ô gia trại, công lao của nàng không thể bỏ qua. Còn có bạo vương, tính tình của y nóng như lửa, mỗi lần ra tay đều đất trung núi chuyển, uy năng mạnh mẽ bá đạo. Có được truyền thừa của y, nhất định có thể tung hoành thế gian. Ba đạo truyền thừa ngũ chuyển, có được một đạo đã là một bước lên mây. Hai đạo có thể vang danh lịch sử. Ba đạo có thể thành tựu kế hoạch, mưu lược bá nghiệp vĩ đại. Đây là đại cơ duyên, không cố gắng tuyệt không cam tâm. Nhất định phải chạy đến đó. Nếu chậm một bước, bị người khác lấy đi, ta sẽ ôm núi tiếc cả đời. Sau khi phương pháp tiến vào truyền thừa Tam Vương được truyền ra, vô số người trong thành thương gia vì vậy mà sôi trào. Ta muốn mua cổ bạo trứng. Ta muốn mua chỉ hạt cổ. Ta muốn mua cổ ngự khuyển, còn có chỉ hạt cổ, cổ bạo trứng. Mấy loại cổ này làm sao mà đắt thế? Giá tiền gấp 3 lần trước kia. Thôi đi, không có tiền thì mua một thứ. Người muốn mua nhiều đang có đầy kìa thật ghê tởm, ta mua. Ta cũng mua, nhất định phải mua. Rất nhiều người nghiến răng nghiến lợi, vừa âm thầm mắng đám gian thương vô lương, vừa đau khổ móc tiền mồ hôi nước mắt ra. Chỉ trong 10 ngày ngắn ngủi, bình quân mỗi ngày kiếm được hai vạn. Sau 10 ngày, 100.000 nguyên thạch trong tay chúng ta đã tăng gấp 3, khoảng chừng 300.000. Nhìn sổ sách trong tay, thương tâm từ vừa mừng vừa sợ. Cạnh tranh vị trí thiếu chủ cũng chỉ mới 10 ngày, 100.000 tiền vốn trong tay thương tâm từ đã tăng gấp 3, trở thành người đứng đầu. 300.000 vẫn chỉ là tiền vốn để cạnh tranh vị trí thiếu chủ. Phương Nguyên, Bạch Ngưng Băng cũng đã bỏ ra rất nhiều tiền. Bây giờ kiếm được một bát đầy, một cổ nguyên lão trong tay Phương Nguyên không đủ dùng, hắn phải mua thêm cái cái mới mới đủ, tài sản đã tăng lên 2 triệu 400 nghìn. Bạch Ngưng Băng cũng kiếm được không ít. Hai nha hoàng tiểu điệp, tiểu lang bên cạnh thương tâm từ nhìn Phương Nguyên, ánh mắt lóe lên ánh sáng không hiểu. Các nàng đều biết, lần này hoàn toàn dựa vào phương nguyên mới có được thành tích như thế. Vừa mới bắt đầu đã thành công một nửa. Ban đầu, hai nha hoàn còn có lo lắng về việc thương tâm từ cạnh tranh vị trí thiếu chủ. Nhưng bây giờ, lòng tin của hai nàng đã tăng lên rất nhiều. Nhưng làm sao Phương Nguyên biết được tin tức về truyền thừa Tam Vương? Bạch Ngưng băng ngồi một bên, trong lòng cảm thấy nghi hoặc. Phương Nguyên sở dĩ có thể đầu cơ trục lợi, tích trữ hàng, kiếm một khoản lớn như thế là dựa vào tin tức này. Chẳng lẽ Phương Nguyên nắm giữ bí mật truyền thừa Tam Vương? Hay là hắn có nơi phát ra tin tức tình báo thần bí? Mặc kệ bên nào, đều chứng tỏ Phương Nguyên không đơn giản. Mặc dù Bạch Ngưng Băng cũng kiếm được một ít, nhưng trong lòng lại sinh ra áp lực. Thời gian nàng ở chung với Phương Nguyên không ngắn. Nàng phát hiện, trong những lúc lơ đảng, Phương Nguyên sẽ mang lại cho nàng những việc ngoài ý muốn. Nhìn bề ngoài, Phương Nguyên cũng chẳng có gì thần bí, nhưng trên thực tế, trên người hắn lại bao phủ một lớp sương mù. Chính bởi vì nàng sớm chiều ở chung với hắn, nàng càng hiểu cảm giác này, càng cảm nhận được sự thâm bất khả trắc của hắn. Hắc thổ ca ca, lần này cảm ơn huynh. Có 300.000, tiếp theo, ta có thể thực hiện kế hoạch của mình tốt hơn. Thương tâm từ miễn cười nói. Nào biết Phương Nguyên lại khoát tay, bình tĩnh, bình tĩnh. Tâm từ, suy nghĩ của muội rất tốt, nhưng áp dụng vẫn còn rất khó khăn. Hắn nói tiếp, kinh doanh ở diễn võ trường không giống như chúng ta trữ hàng cổ trùng. Lần đầu cơ trục lợi này là áp dụng đột xuất. Đối thủ cạnh tranh không kịp phản ứng. Quan trọng hơn, quản lý cửa hàng thương nhai tí đã rơi đài. Cửa hàng này là do người của thương gia quản lý, không thuộc về cá nhân. Những người khác cho dù có tâm, cũng không tiện can thiệp, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nhưng muội kinh doanh tinh tình báo thì lại khác. Làm việc này không yêu cầu quá cao về vật lực nhưng cần rất nhiều nhân lực, đồng thời còn có nhân mạch các bên chiếu cố. Bằng không, chúng ta sẽ bị đối thủ cạnh tranh chèn ép. Căn cơ chúng ta còn cạn, không thể tùy tiện ra tay. Một khi ra tay, nhất định phải thành công. Vì vậy chúng ta phải có sự chuẩn bị. Thương Tâm từ nghiêm túc gật đầu hắc thổ ca ca huynh nói rất đúng nhưng thời gian ta đến thành thương gia không lâu người bên cạnh cũng chỉ có tiểu điệp và tiểu lan còn nhân mạch căn bản chưa nói đến tiểu điệp là nha hoàng thiếp thân mà nàng đưa đến thương gia tuyệt đối trung thành bây giờ đang được thương tâm từ bồi dưỡng trở thành cổ sư tư chất rất khá có tu vi loại ất về phần tiểu lan là do thương yến phi phân đến bên cạnh thương tâm từ là cổ sư trị liệu tam chuyển rất đáng tin cậy Phương Nguyên cười nói, "Tâm Từ, muội đừng coi nhẹ mình. Quan hệ giữa muội và Thương Ly vẫn của diễn võ trường cũng không tệ mà. Chúng ta là con gái, nói chuyện rất hợp ý, đồng thời, chuyện kinh doanh tin tình báo, ta cũng sẽ nói với tỷ ấy. Tin rằng tỷ ấy sẽ không phản đối." Thương Tâm Từ tính toán. "Tâm Từ, ta nói muốn giúp muội leo lên vị trí thiếu chủ, tất nhiên sẽ có mưu tính, cũng có nắm chắc phần thắng. Muội cũng đừng lo lắng quá nhiều." Tiếp theo, mụi chỉ cần làm theo lời ta bảo, phần thắng leo lên vị trí thiếu chủ sẽ rất lớn. Phương Nguyên an ủi. Hết thảy nhờ vào hắc thổ ca ca căng dặn. Thương tâm từ mỉm cười, không chút do dự mà trả lời. Phương Nguyên ngồi trên ghế, tư thế bày mưu tính kế, mang đến cho thương tâm từ một cảm giác rất an toàn. Tâm từ, việc đầu tiên mà muội cần làm chính là mời chào người. Muội muốn kinh doanh tin tình báo, phải cần rất nhiều thuộc hạ trung thành nhưng trước đó muội cần có một tổng quản tổng quản này ít nhất phải có tu vi tam chuyển có thể một mình đảm đương một phía có kinh nghiệm phong phú về kinh doanh ta đã tìm cho muội được một người tên là chu toàn là trưởng quỹ một cửa hàng do thương nhai tý quản lý phương nguyên tiếp tục chỉ điểm thương tâm từ thương tâm từ hơi lo lắng ta biết chu toàn nhưng ông ta là cổ sư tam chuyển bản tính cao ngạo ông ta đã từng là tộc trưởng chu gia tu vi tứ chuyển nhưng chu gia nội chiến, lại bị cổ sư ma đạo tàn sát không còn. Ông ta may mắn thoát khỏi, bị thương rất nặng, tu vi chỉ còn tam chuyển cao giai. Ông ta quản lý cửa hàng, công trạng tất nhiên thuộc hàng tốt nhất. Nhưng ngay cả thương nhai tí cũng không có được lòng trung thành của ông ta. Nhân vật như vậy, chỉ sợ ta không thể. Phương Nguyên khoát tay nói, không thử làm sao mà biết. Tâm Từ, muội hãy tự tin lên. Hãy tin ta đi trên người của muội có một mị lực nhân cách khác người. Trong tương lai, nhất định sẽ có rất nhiều người hiểu ý, cam tâm tình nguyện đầu nhập vào muội, vì muội mà cống hiến sức lực. Chu toàn là mục tiêu rất khó, có lẽ muội sẽ không thành công, nhưng muội chỉ cần thể hiện thành ý của mình, chắc chắn sẽ có thu hoạch. Đúng vậy, hắc thổ ca ca, muội sẽ cố gắng. Thương tâm từ nắm chặt bàn tay trắng như phấn. Phương Nguyên nhẹ gật đầu, từng, muội cứ làm như vậy đi thương tâm từ vừa mới tạm biệt không bao lâu ngụy ương đã đến nam thu uyển phương nguyên tiếp đãi hắn ta ở đình nghỉ mát bên hồ ta đã biết mục đích đến đây lần này của ngụy đại ca mời huynh ngồi nói xong phương nguyên pha cho ngụy ương một ly trà ngụy ương cười nói phương chính lão đệ lòng sáng như gương vậy thì mời lão đệ nói trước phương nguyên dựa vào truyền thừa tam vương mà trữ hàng đầu cơ trục lợi đều là vì hắn đã sớm biết được tin tức về truyền thừa tam vương Thương Yến Phi không phải kẻ ngốc, lập tức hiểu ra Phương Nguyên đang nắm trong tay tin tức vượt mức quy định. Truyền thừa Tam Vương là chuyện lớn nhất phát sinh trong vòng 60 năm qua của Nam Cương, hiện tại đã tác động đến toàn bộ Nam Cương, dẫn đến rất nhiều thế lực chú ý, đại đa số thế lực, bởi vì địa vực Nam Cương nguy cơ tứ phía, vì thế mới ngoài tầm tay với. Nhưng cũng có rất nhiều gia tộc, chỉ cần đủ khả năng, tất cả đều phái ra lực lượng của mình. Truyền thừa của ba cổ sư ngũ chuyển ngay cả gia tộc hạng nhất như thương gia cũng không khỏi động tâm tin tức này là ta có được từ núi bạch cốt hồi cốt tài tử đã từng thăm dò khu vực có truyền thừa tam vương cho nên có nắm trong tay một số tin tức trên thực tế khu vực truyền thừa tam vương chính là phúc địa mà cổ sư thượng cổ ngoài ý muốn phát hiện được phương nguyên nửa thật nửa giả nói tin tức của hắn không phải có từ núi bạch cốt nhưng tin tức phúc địa lại vô cùng xác thực Hắn đã có được chứng thực về điều này ở kiếp trước. Phúc địa. Nghe xong, hai mắt ngụy ương sáng lên. Phúc địa chính là nơi có phúc duyên, là chỗ ở của cổ sư đắc đạo thành tiên. Phong cảnh bên trong phúc địa thường như tranh vẽ, khí hậu kỳ lạ, lại có thiên tài địa bảo dày đặc. Nguyên khí trong đó còn gấp mấy chục lần bên ngoài, dồi dào vô cùng. Phúc địa là một thế giới đơn độc, là thế ngoại đào nguyên, do cổ tiên quản lý ở bên trong có thể mang đến hạnh phúc và bình an cho mọi người phương Chính, để nói là thật chứ giọng nói của ngụy ương trở nên dồn dập hắn ta không thể không coi trọng cổ sư ngũ chuyển còn là người phàm từ lục chuyển sẽ thành tiên giữa ngũ chuyển và lục chuyển có sự chênh lệch một trời một vực về chất lượng ba truyền thừa cổ sư ngũ chuyển chỉ khiến thương gia cảm thấy hứng thú nhưng nếu dính đến truyền thừa của cổ tiên lục chuyển toàn bộ gia tộc nhất lưu ở Nam Cương sẽ chạy theo như việc. Truyền thừa cổ tiên lục chuyển, giá trị thật sự quá lớn. Một số cổ tiên lục chuyển đang trốn trong xó cũng sẽ liên tiếp ló đầu ra ngoài. Phương Nguyên cười nói, tình huống cụ thể thì ta không rõ lắm, nhưng di thư hôi cốt tài tử đã có ghi lại như vậy. Hắn không sợ tin tức này bị lộ ra ngoài sẽ gây ảnh hưởng không tốt. Dựa theo trí nhớ của kiếp trước, mọi người sẽ sinh ra nhận thức chung về việc này. Dù sao, không bao lâu sau thương gia cũng sẽ biết điều này chi bằng nói sớm cho ngụy ương biết để đổi lấy sự tin tưởng ngụy đại ca không cần kích động mặc dù đây là phúc địa do cổ tiên lục chuyển lưu lại nhưng cũng đã sớm một nát bây giờ đang gần đến bờ vực sụp đổ lúc trước phúc địa này đã được tam vương hưởng lợi tài nguyên trân bảo cơ hồ bị đào rỗng bây giờ tam vương dựa vào phúc địa thế ngoại này để dựng truyền thừa phúc địa càng không chịu nổi sức nặng một ngày nào đó sẽ bị hủy diệt hoàn toàn tiêu tán vô hình phương nguyên chậm rãi nói là như vậy sao ngụy ương chớp mắt trong đầu không khỏi suy nghĩ đây đều là ghi chép của hôi cốt tài tử đáng tiếc để bảo đảm an toàn ta đã hủy di thư đó đi không thể lấy ra cho ngụy đại ca xem phương nguyên mỉm cười lão đệ chuyện này quá quan trọng không phải lão ca không tin ngươi nhưng nhất định phải báo lại cho tộc trưởng đại nhân để ngài ấy định đoạt ngụy ương nghiêm túc nói phương nguyên tỏ ra đã hiểu nếu thương gia muốn phái đội ngũ đi thăm dò ta còn một số tin tức có lẽ sẽ có trợ giúp phương nguyên khá hiểu rõ một số thứ về truyền thừa tam vương ha ha đã như vậy ta không thể để lão đệ ăn thiệt được ngươi nói giá đi ngụy ương phụ trách phong vũ lâu quản lý tình báo phương nguyên suy nghĩ một chút báo ra con số 400.000. Ngụy Ương đang nghe truyện trên TV audio CV cao mày, liên quan đến truyền thừa cổ tiên lục chuyển, 400.000 hơi thấp. Nhưng tin tình báo này còn chưa xác thực, trước cứ đưa cho lão đệ 400.000. Chờ thêm một khoảng thời gian nữa sẽ đưa ra ước định khác. Lão đệ cứ yên tâm, có Ngụy đại ca ở đây, quyết không để cho ngươi phải thua thiệt. Có Ngụy đại ca ở đây, ta đương nhiên là yên tâm vô cùng. Phương Nguyên cười nói sau khi thương yến phi có được tin tức hắn ta rất coi trọng phái ra ba đội ngũ đến núi tam xoa mỗi một đội đều có ba vị gia lão thực lực hùng hậu vài ngày sau phương nguyên nhận được một khoản tiền thù lao từ ngụy ương tin tức mà hắn cung cấp đã giúp cho đội ngũ thương gia tránh được thương vong rất lớn sau khi phương nguyên nhận được khoản tiền này đã chủ động đến tìm lý nhiên lý nhiên là nội ứng vũ gia xếp vào thương gia bây giờ đang trà trộn ở diễn võ trường nội thành thứ ba thân phận nghiêm mật. Ngoại trừ phương nguyên, cơ hồ không ai biết. Ta có tin tức liên quan đến truyền thừa Tam Vương, tin rằng vũ gia các người nhất định sẽ rất hứng thú. Sau khi phương nguyên bí mật gặp mặt Lý Nhiên, đã trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Thời gian trôi qua từng ngày, xoay quanh truyền thừa Tam Vương, xung quanh núi Tam Xoa gió nổi mây phun, trung chuyển không ngừng. Rất nhiều kiêu hùng ma đạo, chính đạo, cửu lưu tam giáo đều dồn dập đến đó ban đầu do thương gia khống chế cục diện không ngừng điều binh chiếm đoạt cửa vào truyền thừa cho thấy quyền hành của mình đối với truyền thừa sau đó là vũ gia ra tay phá vỡ sự phong tỏa đó của thương gia về sau tin tức truyền ra khu vực truyền thừa tam vương là phúc địa của tiên lục chuyển chuyển thế thế nhân lại càng ồn ào rất nhiều người chen chúc đến núi tam xoa những gia tộc nhất lưu khác cũng bị kinh động vội vàng phái đội ngũ cổ sư cường giả đến đó lần này ngay cả thương gia vũ gia cũng không ngăn được dòng thủy triều này cục diện núi tam xoa lâm vào hỗn loạn tưng bừng mỗi ngày đều có người chết để tranh đoạt cơ hội tiến vào truyền thừa nhân sĩ hai đạo chính ma giữa ma đạo với ma đạo giữa chính đạo với chính đạo ra tay đánh nhau vô cùng kịch liệt thế cục núi tam xoa mỗi một lần thay đổi đều khiến mọi người chấn động phương nguyên vẫn luôn chú ý mật thiết đến chuyện này truyền thừa mở ra hơn nửa tháng đã có người thu hoạch được chỗ tốt trong truyền thừa điều này lại càng kích phát lòng ham muốn thăm dò của mọi người nhưng phương nguyên không quan tâm những chỗ tốt đó hắn có trí nhớ của kiếp trước biết tinh túy chân chính của truyền thừa tam vương đang nằm ở chỗ sâu nhất muốn đến đó phải qua trăm cửa ải tốn rất nhiều sức lực có đôi khi còn bị lạc đường bị vây trong sương mù tìm không thấy lối ra thậm chí còn gặp phải bầy chó vây công rất nhiều cổ sư đã chết thảm trong sự cắn xé của bầy chó. Tam Vương là người của ma đạo, đây là truyền thừa của ma đạo. Truyền thừa ma đạo, từ trước đến nay nguy cơ tứ phía, thường phải dùng tính mạng của mình để thăm dò. Bây giờ đến núi Tam Xoa vẫn còn quá sớm, thời cơ chưa chín mùi. Chi bằng ta cứ ngồi mát ăn bát vàng, đồng thời nghỉ ngơi dưỡng sức. Đợi bọn họ thông qua, quét dọn chướng ngại, khi đó ta sẽ đến cướp trái cây hiện tại là lúc nên luyện cổ phương nguyên tự có mưu tính trong lòng lần này hắn luyện cổ không phải cổ nào khác chính là tử trùng tử trùng nhất chuyển có thể chiết xuất một cảnh giới nhỏ với chân nguyên thanh đồng tử trùng tứ vị nhị chuyển có thể chiết xuất cảnh giới chân nguyên xích thiết thất hương tử trùng tam chuyển có thể chiết xuất cảnh giới chân nguyên bạch ngân cửu nhãn tử trùng tứ chuyển có thể chiết xuất cảnh giới chân nguyên hoàng kim không có tử trùng ngũ chuyển lúc trước Bí phương đại sư nghiên cứu tử trùng, thiên tư rắc tuyệt, tuổi còn rất trẻ nhưng lại bị đối thủ giết chết. Thiên tài chỉ đại diện cho một loại khả năng mà thôi. Tình huống thiên tài còn chưa trưởng thành, bị người ta chém giết có rất nhiều. Chẳng qua bây giờ, Phương Nguyên và Bạch Ngưng Băng đã xem như trưởng thành. Muốn tiêu diệt bọn họ cũng không dễ dàng gì. Sau khi Phương Nguyên hợp luyện tử trùng tứ vị xong, hắn vẫn chưa lấy ra dùng, chỉ để đó nuôi chơi. Nguyên nhân nằm ở chỗ hắn có cổ cốt nhục đoàn viên, dưới sự trợ giúp của Bạch Ngưng Băng, tử trùng tứ vị đã mất đi giá trị lợi dụng. Nhưng bây giờ thì khác. Bạch Ngưng Băng đã đột phá tứ chuyển. Phương Nguyên là tam chuyển đỉnh phong. Không bao lâu nữa, hắn có thể đột phá tứ chuyển sơ giai. Đến lúc đó, tu vi của hai người sẽ chân chính ngang hàng nhau. Sự trợ giúp của cổ cốt nhục đoàn viên đối với Phương Nguyên đã giảm đi rất nhiều nếu có một con cửu nhãn tử trùng tứ chuyển sẽ cực kỳ thuận tiện cho hắn tu hành hợp luyện cửu nhãn tử trùng trong lúc thương tâm từ mời chào chu toàn phương nguyên lựa chọn bế quan luyện cổ bạch ngưng băng không biết luyện cổ gì cũng đang bế quan muốn hợp luyện tử trùng tứ vị chỉ cần có hai con tử trùng nhất chuyển là được đồng thời còn có rượu ngon đủ bốn vị chua cây mặn ngọt hợp luyện thất hương tử trùng chủ yếu dùng hai con tử trùng tứ vị đồng thời còn có bảy loại hương liệu cửu nhãn tử trùng cần hai con thất hương tử trùng cộng thêm mắt của chín loại bách thú vương bây giờ phương nguyên ở thành thương gia hoàn cảnh địa lý được trời ưu ái nếu hắn ở chỗ khác muốn gom vật liệu hợp luyện tử trùng nhất định phải tốn rất nhiều thời gian và tinh lực để tìm kiếm nhưng ở thành thương gia này chỉ cần có tiền là được bản thân phương nguyên đã có một con tử trùng tứ vị hắn mua thêm hai con tử trùng ban đầu hợp luyện ra con tử trùng tứ vị thứ hai hắn dùng hai con tử trùng tứ vị hợp luyện ra con thất hương tử trùng đến bước này rồi hắn xem như thuận lợi nhưng trong quá trình hợp luyện con thất hương tử trùng thứ hai hắn lại gặp phải khó khăn khi hắn hợp luyện con tử trùng tứ vị thứ ba con thất hương tử trùng hắn đã thất bại một lần nguyên thạch tiêu hao xem như trôi theo dòng nước phụ liệu cũng phải mua sắm lại không thể không bắt đầu lại từ đầu cũng may cuối cùng, khi hợp luyện hai con thất hương tử trùng, kết quả rất thuận lợi. Ba ngày sau, Phương Nguyên đã đạt được con cửu nhãn tử trùng. Cửu nhãn tử trùng giống như con tầm, toàn thân trắng noãn, tinh tế tỉ mỉ, chẳng khác nào trân châu. Đầu không có mắt. Chính con mắt với các màu khác nhau như đỏ cam vàng lục lam chàm tím, giống như mã não chạm khắc toàn thân. Cửu nhãn tử trùng có thể tăng lên một cảnh giới chân nguyên hoàng kim. Vì nó, Phương Nguyên đã tốn rất nhiều, gần 200.000 nguyên thạch. Luyện cổ thất bại là điều mà bất kỳ cổ sư nào cũng không tránh khỏi. Mặc dù Phương Nguyên thất bại nhiều lần, nhưng tổng thể mà nói, vận khí của hắn không tệ. Hắn thất bại tập trung trong quá trình hợp luyện tử trùng tứ vị, thất hương tử trùng, nằm ở nửa giai đoạn trước. Trong giai đoạn kết thúc công việc, hắn đã thành công duy nhất một lần. Luyện cổ sở nhất là thất bại hậu kỳ. Như vậy, tổn thất sẽ cực kỳ thảm trọng. Cử nhãn tử trùng rốt cuộc cũng đã có rồi. Phương Nguyên thưởng thức một phen, sau đó thỏa mãn cất tử trùng vào trong không khiếu. Bây giờ hắn chỉ mới là tam chuyển đỉnh phong, vẫn còn chưa cần đến cửu nhãn tử trùng, chỉ khi nào đạt đến tứ chuyển mới có thể lấy ra dùng. Nhưng Bạch Ngưng Băng thì có thể dùng. Chân nguyên hoàng kim trung giai rất có tác dụng ôm dưỡng vách tường không khiếu. Bạch Ngưng Băng là phát thể Bắc Minh Băng. Theo lời nàng nói, tư chất của nàng bây giờ đã tăng 9 phần 6. Cửu nhãn tử trùng đối với nàng mà nói, hại lớn hơn lợi. Khi ta đột phá tứ chuyển sơ dai, nếu dùng cửu nhãn tử trùng, ta sẽ có được chân nguyên hoàng kim trung dai. Đến lúc đó, ta sẽ cái sau vượt cái trước, áp đảo về chân nguyên trước bạch ngưng băng. Phương Nguyên cảm giác mình đã cách cảnh giới tứ chuyển không xa. Mặc dù đã ký kết minh ước nhưng hắn vẫn không quên tai họa ngầm bạch ngưng băng này. Thời gian từng ngày trôi qua, phía sau núi Tam Xoa xuất hiện một nhân vật ma đạo ông ta chính là long thanh thiên người đã từng nhụn cả thương khung thành danh trên con đường về độc dược vừa xuất hiện đã độc chết ba vị gia lão thương gia khiến khí thế ma đạo được tăng lên cũng may hai ngày sau vũ gia phái gia lão tứ chuyển võ thông thần ra sân đối kháng long thanh thiên lật thế cục núi tam xoa về lại thế thăng bằng về phương diện thương tâm từ việc mời chào chu toàn đột nhiên gặp phải ngăn cản tiến triển rất chậm chạp chu toàn tâm cao khí ngạo thái độ không hề hòa hoãn trong giọng nói cũng không chừa cho người ta chỗ để thương lượng. Phương Nguyên thành công hợp luyện cửu nhãn tử trùng, vẫn đang cố gắng tìm tu. Bởi vì Bạch Ngưng Băng không ngừng cung cấp chân nguyên hoàng kim, tiến hành phụ trợ hắn, giúp cho cảnh giới của hắn càng lúc càng gần tứ chuyển. Nhưng mấy ngày qua, tốc độ khôi phục của xuân thu thiền lại càng nhanh, cộng thêm áp lực tam chuyển bên trong không khiếu cũng càng lúc càng rõ ràng. Mấy ngày qua, thành thương gia nên đón lễ lợi nhuận đây là ngày lễ truyền thống của thương gia, kỷ niệm ngàn năm trước, tổ tiên đã tạo ra thương gia, lần đầu tiên cử hành khánh điển buôn bán vỉa hè trọng đại. Tổ tiên thương gia là một nhân vật truyền kỳ. Ông vốn chỉ là một phàm nhân, cuộc sống quá khó khăn nên bày quầy hàng trên vỉa hè để lập nghiệp. Kết quả, trong một lần giao dịch, ông ngoài ý muốn thu được tính vật truyền thừa của cổ sư. Ông dựa vào tính vật truyền thừa này, từ đó bước vào một cuộc sống mới, làm gì chắc đó, tài phú không ngừng phát triển lớn mạnh, cuối cùng lập ra được thành thương gia. Trong ngày này, trong ngoài thành thương gia đều giăng đèn kết hoa. Các cửa hàng, thanh lâu, quán rượu đều đóng cửa đại cát. Mọi người vui mừng không xiết, cao hứng bừng bừng bước ra đường, bày hàng lên vỉa hè. Nam nữ già trẻ đều đắm chìm trong không khí náo nhiệt của ngày lễ, xem ngày này như một trò chơi cạnh tranh thú vị. Nhưng bầu không khí vui mừng này không ảnh hưởng đến thương tâm từ. Nàng ngồi trước bàn sách, lông mày cau lại, nhìn chầm chầm mấy phong thiếp mời trên bàn, gương mặt u sầu. Những tấm thiếp mời này đến tứ chính đại thiếu chủ. Trong ngày lễ lợi nhuận, các thiếu chủ sẽ tổ chức yến hội long trọng, thao các công thần có công, mời nhân sĩ các phương đến tham dự. Hắc thổ ca ca, huynh nói ta nên làm cái gì đây? Thương tâm từ cảm thấy tình thế khó xử vô cùng, bèn tìm đến phương nguyên thỉnh giáo. Tâm từ, lần này chúng ta đầu cơ trục lợi, đem 100.000 tiền vốn tăng lên gấp 3. Bây giờ, muội đã trở thành một trong những người có tiềm năng cạnh tranh vị trí thiếu chủ nhất. Bọn họ đương nhiên muốn mời muội tham gia rồi. Phương Nguyên cười, tiếp tục nói, nhưng ta chỉ có thể lựa chọn một trong chín thiếp mời này. Ngoài mặt, đây chính là bữa tiệc vui vẻ, hòa thuận, nhưng thật ra bên trong lại là đứng vào hàng ngũ đoàn đội. Phương Nguyên nói ra nội hàm chính trị phía sau. Thương gia chỉ có 10 thiếu chủ mười thiếu chủ đã có sự liên hợp cũng đã có quyền quyết đấu bên trong thương tâm từ muốn cạnh tranh vị trí thiếu chủ một trong hai người đang có tiềm năng nhất tất nhiên phải được chính vị thiếu chủ kia chú ý thương tâm từ còn chưa trở thành thiếu chủ nhưng bọn họ đã bắt đầu lôi kéo nàng người trong giang hồ thân bất do kỹ thân ở cao tầng thương gia không thể tránh khỏi bị vòng xoáy chính trị quét sạch muội có nên lựa chọn thiết mời có thương ly vẫn hay không dù sao nàng cũng quản lý võ trường đối với kế hoạch sau này của chúng ta cũng có sự trợ giúp rất lớn thương tâm từ nói phương nguyên lắc đầu ngoài mặt thì đây là chính thiếp mời nhưng trên thực tế lại không phải trong số các thiếu chủ thương gia phe lớn nhất chính là thương tù ngưu thân phận trưởng tử là ưu thế lớn nhất phe lớn thứ hai chính là thương bồ lao thương toan nghê thương bí hí danh tiếng đang thịnh phe thứ ba chính là thương trào phong và thương phụ hí nhẫn nại không phát những người còn lại, Thương Ly vẫn thì không có giả tâm, còn Thương Tỳ Hưu thì giả tâm quá nặng. Tâm Từ, muội vẫn còn quá yếu ở thương gia. Muội muốn lựa chọn, phải chọn ba phe đứng đầu mới có thể bù lại thế yếu của muội. Còn Thương Ly vẫn, chọn hay không chọn, kết quả cũng chẳng có gì khác. Chính là như vậy, Thương Tâm Từ nghe xong, hai mắt sáng lên. Lời Phương Nguyên nói khiến cho nàng có cảm giác tìm được tia sáng trong đám sương mù sự mê mang lúc trước đã bị quét sạch. nàng suy nghĩ một chút, sau đó đưa ra lựa chọn. nàng lựa chọn thiết mời của phe thứ ba, thương trào phong. bây giờ trong ba phe lớn này, phe thứ nhất và phe thứ hai đang phân cao thấp với nhau. nếu ta tham gia một trong hai phe đó, nhất định sẽ đắc tội với phe còn lại. chi bằng lựa chọn phe thứ ba, dấn thân vào vòng xoáy nhưng tạm thời vẫn chưa nguy hiểm. thương tâm từ giải thích với vương nguyên thương tâm từ rất thông minh, chỉ cần nói một chút là rõ ràng. Đối với điều này, trong lòng Phương Nguyên vừa vui mừng, lại vừa có cảm giác kỳ quái. Kiếp trước của hắn, Thương Trào Phong và Thương Tâm từ đối đầu với nhau, tranh giành vị trí tộc trưởng thương gia. Không nghĩ đến kiếp này, hai đối thủ một mất một còn lại có thể đi cùng nhau như vậy. Tiểu đệ ở đây kính đại ca một chén. Thương Nhất Phàm đứng dậy, xoay người cúi đầu, dơ cao chén rượu, gương mặt toàn là nụ cười. Trong hành lang đèn đuốc sáng trưng, ca múa đang được biểu diễn, âm thanh sáo trúc vang lên. Mọi người ăn uống linh đình, không khí vô cùng náo nhiệt. Được rồi. Thương tù ngư ngồi ở vị trí chủ vị, dơ ly rượu với thương nhất phàm, sau đó ngửa cổ uống cạn chén rượu. Mưu sĩ bên cạnh lên tiếng, nhất phàm thiếu gia, ngài có thể tham gia bữa tiệc tối của thiếu chủ tù ngư nhà ta, đây chính là một hành động sáng suốt. Ngài yên tâm đi, thiếu chủ nhà ta tuyệt không bạc đãi ngài đâu tù ngưu đại ca vẫn luôn là tấm gương cho tiểu đệ noi theo. Thật ra, tiểu đệ vẫn muốn thân cận với đại ca nhiều hơn, để có thể học hỏi nhiều hơn. Thương nhất phàm nói. Thương tù ngưu chính là đương kim thiếu chủ, phe đứng đầu trong các thiếu chủ thương gia, vừa lúc cũng có quan hệ rất lớn với bên ngoại của thương nhất phàm. Thương tâm từ lựa chọn thương tù ngưu, tất cũng sẽ bị thương nhất phàm xa lánh. Nhưng trước đó, thương tù ngưu cũng đã chủ động phát thiếp mời đến thương tâm từ. Thương Tâm Từ đến, y nhất định sẽ hoan nghênh. Vì sao? Cũng bởi vì bên cạnh Thương Tâm Từ có hai chiến lực tứ chuyển là Phương Nguyên và Bạch Ngưng Băng. Đây là thứ mà các thiếu chủ khác không có. Rất nhiều người vừa hâm mộ vừa ghen ghét chuyện này. Thiếu chủ, thuộc hạ đã thăm dò, Thương Tâm Từ đến, lúc này, có cổ sư bước vào sân, thì thầm vào tai Thương Tù Ngưu. Thương Tù Ngưu nghe xong, ánh mắt sầm xuống, Thương Nhất Phàm cẩn thận nhìn mặt của Thương Tù Ngưu, trong lòng không khỏi suy nghĩ, xem ra Thương Tâm Từ không lựa chọn bên này, chẳng lẽ là ở phía Thương Bồ Lao. Da mặt của Thương Tù Ngưu đã luyện được hỏa hầu, vui mừng không lộ, thần sắc cũng chẳng có gì thay đổi, khiến Thương Nhất Phàm chỉ biết suy đoán mà nhìn không ra được manh mối gì. Không bao lâu sau, Thương Nhất Phàm cũng nhận được tin tức. Thì ra Thương Tâm Từ đã cầm thiếp mời đến tham gia bữa tiệc của Trương Trào Phong điều này đồng nghĩa với việc nàng đã lựa chọn phe của trương trào phong vừa mới nhận được tin tức thương nhất phàm không khỏi mừng thầm mặc dù trương trào phong và thương phụ hí là phe thứ ba nhưng từ đầu đến cuối đều bị đè ép làm sao có thể là đối thủ của tù ngưu đại ca lần này ta tranh đoạt vị trí thiếu chủ lại có thêm vài phần thắng nhưng trương lão tổng quản ở một bên lại lắc đầu sắc mặt hơi nặng nề thiếu gia thiếu chủ tù ngưu và thiếu chủ bồ lao đang đánh nhau khó mà hòa giải được thiếu gia muốn nhờ lực của thiếu chủ tù ngưu để đối phó thương tâm từ, chỉ sợ khả năng không lớn. Cái này, trong thời khắc kịch liệt như vậy, thiếu chủ tù ngưu không thể gây thù với phe nào khác nữa. Lựa chọn lần này của thương tâm từ xem như có chút xảo diệu. Tránh đi vòng xoáy, tạm thời sống chết mặt bay. Đợi hai phái tạm thời phân ra cao thấp, cạnh tranh vị trí thiếu chủ cũng xem như kết thúc. Thương tâm từ có chiến lực của hai tứ chuyển bất luận ném đến phe nào cũng sẽ được mời chào. Thiếu chủ Trương Trào Phong nhất định sẽ nâng đỡ nàng ta. Trương lão tổng quản phân tích thế cục đâu ra đó. Nói như vậy, cho dù ta gia nhập phe thương tù ngưu cũng không đối phó được thương tâm từ. Sắc mặt thương nhất phàm trở nên khó coi. Chỉ có thể nói, không thể mượn nhờ lực lượng của thương tù ngưu Trương lão tổng quản vuốt trâu của mình, nhưng vấn đề của thương tâm từ cũng không ít. Chủ yếu nhất, Nàng ta vẫn còn thiếu nhân thủ đắc lực. Ta nghe nói, gần đây nàng ta vẫn luôn mời chào Chu Toàn. Hừ, tưởng dễ lắm sao? Trưởng tổng quản cười nhạt, tiếp tục nói, Chu Toàn từng là tộc trưởng, tâm cao khí ngạo còn gấp 10 lần so với ta, làm sao có chuyện phụ thuộc một tiểu nha đầu miệng còn hôi sữa như nàng ta. Ta đã âm thầm ra tay, tạo ra đủ loại lời đồn nhảm. Sự hòa nhã của Chu Toàn đã phá hỏng đường của nàng ta. Trước kia Thương Tâm Từ chỉ muốn âm thầm mời chào Chu Toàn, nhưng lần này mời chào không được, làm mất uy tín, xuất sư bất lợi, thậm chí trở thành trò cười của thành thương gia. Ha ha. Nói xong lời cuối, Trương lão tổng quản cười âm hiểm. Thư phòng của Trương Trào Phong bố trí rất đơn giản. Một cái bàn đá vuông, còn có ghế đá lưng cao, mang theo không khí rất thô kịch. Khi Thương Nhất Phàm và Trương lão tổng quản đang bàn bạc với nhau, Trương Trào Phong, Thương Tâm Từ phương nguyên và bạch ngưng băng cũng đang trao đổi sự việc cuộc nói chuyện đã được tiến hành một khoảng thời gian nói thật thương tâm từ chủ động đầu nhập vào phe của mình điều này khiến trương trào phong có chút ngoài ý muốn y vốn tưởng rằng thương tâm từ sẽ đầu nhập vào thương tù ngư hoặc thương bồ lao phe của y chỉ là phe thứ ba trước mắt vẫn còn đang ẩn nút góp nhặt lực lượng lúc bình thường y rất thấp điệu rất nhiều vấn đề và mâu thuẫn đều lựa chọn nhượng bộ không nghĩ đến lại được thương tâm từ ưu ái. Tu vi của Thương Tâm Từ chỉ có nhị chuyển, tư chất không cao lắm, thế lực cơ sở tại thành Thương Gia hầu như không có. Nhưng nàng lại có Phương Nguyên và Bạch Ngưng Băng. Đây chính là chiến lực tứ chuyển. Cho dù khi Thương Yến Phi vẫn còn là thiếu chủ, cũng không có được vị tướng như vậy. Có hai vị hổ tướng như thế, không một thiếu chủ nào mà không nóng mắt ghen tị. Trương Trào Phong cũng thế nhiều lần âm thầm cảm khái vận mệnh thương tâm từ quá tốt. Bây giờ, chỉ cần thu nạp thương tâm từ, gián tiếp có được sự trợ lực của hai người phương bạch. Đây chính là một sự hấp dẫn không cách nào từ chối được đối với Trương Trào Phong. Không khí trong thư phòng vô cùng hòa hợp. Trong quá trình nói chuyện, Trương Trào Phong thành khẩn biểu đạt tâm ý của y, toàn lực ủng hộ thương tâm từ. Tâm từ muội muội thời gian trước muội dựa vào buôn bán cổ trùng mà kiếm được 300.000 nguyên thạch, có thể nói là đang nắm giữ vị trí đầu, nhưng chỉ dựa vào 300.000 này thì còn thiếu rất nhiều. Tiếp theo, muội có kế hoạch và dự định gì nữa không? Trương Trào Phong nói xong, vội bổ sung thêm một câu, muội cứ nói ra, chỉ cần ta đủ khả năng, ta sẽ trợ giúp muội. Thương Tâm Từ và Phương Nguyên liếc nhìn nhau. Phương Nguyên khẽ gật đầu với nàng. Thương Tâm Từ thẳng thắn nói, không dối gạt Phong ca ca, muội muốn kinh doanh tin tức tình báo. Tin tức tình báo? Trương Trào Phong nhướng mày nói. Đúng vậy. Thương tâm từ nói rõ chi tiết của bản kế hoạch. Nào biết, sau khi Trương Trào Phong nghe xong, liền lắc đầu, muội muốn kinh doanh tin tức tình báo ở diễn võ trường. Không ổn, không ổn. Y nói liên tiếp hai chữ không ổn, hoàn toàn không đồng ý với kế hoạch của thương tâm từ. Có gì không ổn, xin phong ca ca chỉ giáo. Thương tâm từ thành khẩn hỏi. Thương tâm, ta khuyên muội nên từ bỏ kế hoạch này muội mới đến còn không rõ tình huống cho lắm diễn võ trường là nơi không nên đụng đến trương trào phong thở dài tiếp tục nói diễn võ trường thành thương gia khác với diễn võ trường của tất cả các gia tộc khác ở nam cương ở đây cổ sư ma đạo có thể trở thành gia lão khác họ đây chính là chính sách đặc biệt của thương gia nhờ đó mà mấy năm qua thu hút được rất nhiều nhân tài trong số ngũ đại gia lão cao tầng thương gia, đã có đến ba vị là gia lão khác họ. Nhưng, chính sách này vừa có lợi vừa có hại. Lợi càng lớn, phong hiểm cũng càng cao. Gia lão khác họ chính là cao tầng thương gia. Một khi dẫn sói vào nhà, đối với thương gia ta cũng là một mầm tai vạ lớn. Dù sao cổ sư ma đạo cũng chỉ là cổ sư ma đạo, cho dù có cải tà quy chính cũng cần phải xem xét lại. Đồng thời, ngoài cổ sư ma đạo còn có những danh môn chính đạo dụng ý khó dò. Cho nên, diễn võ trường thương gia là nơi mà cao tầng thương gia coi trọng nhất từ trước đến nay. Đã từng có một thiếu chủ muốn động đao với diễn võ trường, mở sòng bạc. Kết quả, sòng bạc này vừa mở 2 ngày, đã kiếm lời 500.000 nguyên thạch. Nhưng đến ngày thứ ba, sòng bạc bị niêm phong. Thiếu chủ cũng bị biếm, lưu vong ra ngoài. Diễn võ trường không thể động loạn được đâu. Đó chính là ví dụ cảnh cáo tốt nhất. Trương Trào Phong nói ra một bí mật. Bí mật này, Phương Nguyên, Bạch Ngưng Băng và Thương Tâm Từ đều không biết. Mặc dù Phương Nguyên có ký ức trùng sinh, nhưng liên quan đến nội chính thương gia, một sự kiện lịch sử nhỏ bé đột nhiên phát sinh, đột nhiên kết thúc như vậy, không biết cũng không tính là kỳ quái. Diễn võ trường là cấm khu. Năm đó, một thiếu chủ động tay vào, mất đi chức vị thiếu chủ thì không nói, lại còn bị gia tộc lưu vong. Hiện tại, Thương Tâm Từ còn chưa phải là thiếu chủ, nhưng lại đánh chủ ý vào diễn võ trường. Trương Trào Phong xem ra, đúng là người không biết không sợ. Tâm Từ, kế hoạch của muội mở ra được lối riêng, thiết tưởng rất tốt. Nếu thực hiện, nhất định một ngày thu được một đấu vàng. Nhưng khả năng này quá nhỏ, đừng nên lấy tiền đồ của mình ra mà đùa. Ta quản lý đấu cổ trận, thập tam ca của muội quản lý phòng đấu giá. Muội hoàn toàn có thể bắt đầu từ những phương diện này có chúng ta giúp đỡ muội một tay, nhất định có thể phân cao thấp với thương nhất phàm. Trương Trào Phong khuyên bảo. Thương tâm từ im lặng. Bạch ngưng băng cao mày. Khóe miệng phương nguyên hơi nhếch lên, há miệng định nói. Nhưng sau khi nhìn thương tâm từ, chủ ý trong lòng lập tức thay đổi, lời định nói liền nuốt lại. Nhất thời, không khí trong thư phòng trở nên ngưng trọng. Một lúc lâu sau, thương tâm từ bỗng nhiên nhoảng miệng cười, trào phong ca ca, Đối với chuyện ở diễn võ trường, muội và ca đều có quan điểm khác biệt. Việc này thật sự rất có triển vọng. Sao? Trương Trào Phong cao mày, hai mắt nhìn thẳng vào thương tâm từ. Thương tâm từ cảm nhận được áp lực trong mắt Trương Trào Phong, vẫn mỉm cười như hoa, thể hiện phong thái tự tin. Chỉ nghe nàng tiếp tục nói, thiếu chủ trước mở sòng bạc thất bại, đơn giản chỉ là thiêu thân lao đầu vào lửa, tự tìm đường chết. Bị gia tộc lưu vong, coi như thương gia chúng ta nhân từ. Vì sao? Trong thư phòng chỉ còn lại âm thanh ôn nhuận của thương tâm từ mà thôi. Như Trào Phong ca ca vừa mới nói, diễn võ trường là nơi quan trọng nhất của thương gia chúng ta, rất được cao tầng thương gia coi trọng. Mở sòng bạc bên trong diễn võ trường, vì lợi ích kết xù, rất dễ sinh ra hắc thủ đằng sau, âm thầm thao túng kết quả của diễn võ trường. Điều này đã phá hư chính sách gia lão khác họ của thương gia. Sòng bạc nhìn thì lợi nhuận cao, nhưng đối với diễn võ trường thương gia mà nói, lại là một con sâu mọt to lớn. Hy sinh lợi ích thương gia mà ăn no cái bụng của mình nhất định phải bị loại bỏ mới có thể giúp diễn võ trường tiếp tục phát triển lớn mạnh. Trương Trào Phong không ngừng gật đầu. Thương Tâm từ nói chuyện đâu ra đó, bản thân lại có khí chất khiến người ta không tự chủ được mà tin phục. Nhưng kinh doanh tin tức tình báo của muội tính chất hoàn toàn khác với sòng bạc. Muội biết tổ chức tình báo lớn nhất của thương gia là phong vũ lâu vẫn luôn điều tra cổ sư ma đạo ở diễn võ trường nhất định phải điều tra rõ ràng mới có thể xác nhận phải chăng bọn họ đang có dụng ý khó dò nhưng hành động điều tra này vẫn luôn tiến hành trong bóng tối chưa từng công khai ra ngoài vì sao ha ha là vì trong lòng rất nhiều cổ sư ma đạo đều tràn ngập sự không tin tưởng hoài nghi thậm chí là nghi thần nghi quỷ bọn họ sống ăn bữa nay lo bữa mai mạng sống như treo trên sợi tóc không thể nào thả lỏng được áp lực tâm lý quá lớn đến thành thương gia lại còn bị điều tra bọn họ nhất định sẽ phản cảm và chán ghét thương gia vì cam đoan thu hút càng nhiều người càng tốt tất nhiên không thể quan minh chính đại điều tra nhưng không điều tra thì không được sẽ không yên lòng trong tình huống này muội cảm thấy kinh doanh tin tình báo rất thích hợp chúng ta có thể điều tra thực lực đại khái của mỗi cổ sư cổ trùng chiến tích đồng thời mời những cao thủ có danh tiếng quyền uy dự đoán kết quả trận đấu từ đó đưa ra những vị trí xếp hạng khác nhau điều này đối với cổ sư diễn võ trường mà nói là tin tức tình báo cực kỳ quan trọng rất nhiều cổ sư đang chạy vị trí gia lão khác họ hy vọng có thể tuyên truyền cho mình nhiều hơn cũng hy vọng có thể nhìn thấy tên mình trên bảng xếp hạng tin tức tình báo này đương nhiên không chỉ liên quan đến việc bọn họ thể hiện thực lực mà còn tiến hành tổng kết cứ như vậy đối với cổ sư ma đạo ở diễn võ trường cũng có sự trợ giúp tương đối lớn đồng thời đối với thương gia chúng ta càng tăng cường được sự quản lý đối với diễn võ trường muội nghĩ phụ thân đại nhân nhất định sẽ vui vẻ làm sao có chuyện không cho chúng ta làm thương tâm từ nói xong mỉm cười nhìn trương trào phong lúc này hai mắt của nàng sáng ngời phong thái vô hạn còn lông mày của bạch ngưng băng thì giãn ra chính là như vậy phương nguyên cười thầm Trương Trào Phong há miệng nhìn thương tâm từ, biểu hiện hơi giật mình. Sau mấy giây, y kịp phản ứng, nhịn không được mà vỗ tay, nói rất hay, phân tích quá đặc sắc. Tâm từ muội muội, ánh mắt của muội thật độc đáo, huệ chất lan tâm, khiến ta không thể không bội phục. Vụ kinh doanh này, ta nhất định sẽ toàn lực giúp muội. Bây giờ muội còn đang thiếu người, ta sẽ cung cấp người cho muội. Muội muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Thương tâm từ khẽ lắc đầu, cảm ơn ý tốt của phong ca ca về phương diện người chúng ta đã chọn được người rồi trương trào phong cảm thấy ngoài ý muốn giúp thương tâm từ trên thực tế cũng là cài người của mình vào khống chế việc kinh doanh tin tình báo đồng thời còn có dụng ý khống chế thương tâm từ nhưng thương tâm từ trong nháy mắt đã nhìn ra biển chuyển từ chối trương trào phong không phải tất cả sự trợ giúp đều là ý tốt cả nhưng trương trào phong lại không chịu từ bỏ ý đồ Trước đó y không đồng ý chuyện kinh doanh tin tình báo này, bây giờ nó lại biến thành một bảo tàng phong phú. Y tiếp tục khuyên, tâm từ muội muội, ta biết muội muốn mời chào Chu Toàn, nhưng người này rất kệ tài khinh người. Lúc trước, Thương Tù Ngưu cũng đã đích thân mời ông ta đến làm việc cho ca ấy, nhưng đều bị ông ta từ chối. Thậm chí còn trách, tiểu bối miệng còn hôi sữa, có người nào dám chiêu ta trong 100 năm. Bây giờ Chu Toàn đã hơn 100 tuổi, vẫn không cho rằng mình đang ăn nhờ ở đậu, nhất là ăn nhờ ở đậu đám tiểu bối. Trương Trào Phong không coi trọng chuyện thương tâm từ mời chào Chu Toàn. Chu Toàn rất có năng lực, rất được công nhận, nhưng lại quá kiêu ngạo. Lui một vạn bước mà nói, cho dù muội có mời được Chu Toàn, nhưng một người thì có hữu dụng gì chứ? Muội vẫn không có thuộc hạ trung hạ tầng. Những người này nhất định phải có tài cán, quan trọng nhất là phải trung thành tuyệt đối với muội muốn tạo được khung sườn thế lực như thế phải cần thời gian dài dằng dặc muội không có thuộc hạ có thể yên tâm trong khi vụ làm ăn này rất có thể sẽ lật đổ thương nhất phàm thậm chí còn thành công trộm lấy trái cây mặc dù trương trào phong đã hết hy vọng nhưng lời nói của y vẫn rất có lý thương tâm từ nghe xong nhịn không được mà cau mày điều này thiếu chủ trào phong không cần lo lắng ta đã có dự định phương nguyên đột nhiên lên tiếng thôi thì cứ quyết như vậy trương trào phong đáp lại một tiếng phương nguyên ra mặt thay thương tâm từ trực tiếp từ chối lời đề nghị của y y cũng không tiện cưỡng cầu nữa phương nguyên chiến thắng tự khai bi tu vi tam chuyển đỉnh phong nhưng lại có sức chiến đấu của tứ chuyển hơn nữa hắn còn có lệnh bài tử kinh là khách quý của thương gia bởi vậy trương trào phong vẫn luôn tỏ ra thiện ý với hai người phương bạch nhưng trong lòng y lại thật sự xem thường hừ Xây dựng thế lực phải cần thời gian, làm gì có chuyện làm một lần là xong. Cũng được, cứ để các người chịu khổ trước đã. Đến lúc đó, ta sẽ ra tay tương trợ, ngược lại còn có hiệu quả hơn. Trương Trào Phong suy nghĩ trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười thật tươi. Hai bên lại nói chuyện với nhau một lát. Trương Trào Phong đích thân tiễn đám người thương tâm từ ra tận cổng phủ viện. Đối với người ngoài mà nói, đây là một tín hiệu chính trị minh xác nhất. Tạm biệt Trương Trào Phong ba người phương nguyên đến thượng thiên nhai hôm nay là lễ lợi nhuận tất cả các cửa hàng đều đóng cửa ngừng kinh doanh trên vỉa hè bày biện các loại hàng khác nhau nào nào mức quả vừa ngọt vừa chua đây ta nói cho ngươi biết khối ngọc cổ này được truyền từ đời tổ tông nhà ta xuống đấy bán gạo bán gạo đây một túi ngũ vị hương tinh dầu gạo chỉ có nửa khối nguyên thạch mà thôi từng quầy hàng trên vỉa hè rực rỡ muôn màu bán đủ các loại hàng xếp thành một dãy, kéo dài ra ngoài. Phóng mắt nhìn tới, có rất nhiều người đi trên đường. Có người ngừng lại để xem, có người cò kè mặt cả, có người hết nhìn đông lại nhìn tây. Lễ lợi nhuận mỗi năm đều diễn ra một lần. Mặc kệ phương nguyên, bạch ngưng băng hay là thương tâm từ, đều không xa lạ gì. Tính ra, chúng ta đến thành thương gia cũng đã 2-3 năm rồi. Thương tâm từ bỗng nhiên cảm khái. Việc phát sinh trong hai năm qua thật sự quá nhiều nàng thở dài nói tiếp đổi lại trước đó muội thật sự nghĩ không ra muội lại là trưởng nữ của thương gia tộc sau đó thương tâm từ quay sang nhìn phương nguyên mỉm cười lộ ra hàm răng trắng noãn nếu không nhờ hắc thổ ca ca muội cũng không đến được nơi này đối với hai người phương bạch thương tâm từ vẫn luôn cảm kích trong lòng bạch ngưng băng im lặng đứng một bên chỉ là khóe mắt hơi co quắp một chút đúng vậy ta cũng không nghĩ đến phụ thân của muội lại là thương yến phi danh tiếng lẫy lừng nhưng cứu muội cũng là chuyện hợp ý mà. Duyên đến duyên đi, tụ tán ly hợp là chuyện thường tình của thế gian. Phương Nguyên nhìn đằng trước, đáp lại. Thương tâm từ hơi biến sắc. Nàng nghe ra được bên trong lời nói của Phương Nguyên có thâm ý, hắc thổ ca ca, huynh muốn rời hỏi thành thương gia sao. Không sai. Không bao lâu nữa, ta và Bạch Ngưng Băng sẽ rời khỏi thương tâm từ, tiến đến núi Tam Xoa. Phương Nguyên đáp. Thương tâm từ cắn môi, muốn nói cái gì đó, nhưng rồi lại im lặng không nói. Nàng ở chung với Phương Nguyên cũng đã lâu. Mặc dù không trò chuyện quá nhiều, nhưng nàng có thể cảm nhận được giả tâm của hắn. Giả tâm của người đàn ông này không chỉ dừng lại ở một thành thương gia. Nhưng muội yên tâm đi. Trước khi ta rời đi, ta sẽ giúp muội leo lên chức thiếu chủ, đồng thời còn giúp muội ngồi một cách vững vàng. Phương Nguyên cười nói, đi thôi, ta dẫn muội đi mời chào thuộc hạ. Hôm nay, chúng ta sẽ gây dựng tổ chức thành viên cho tâm từ muội cái gì hắc thổ ca ca huynh thật sự đã chọn được người rồi sao thương tâm từ kinh ngạc hỏi lại một câu xây dựng thế lực phải cần một thời gian rất dài phàm là thuộc hạ tuyệt đối trung thành đều phải được bồi dưỡng một khoảng thời gian Giọng nói của Phương Nguyên khiến cho thương tâm từ có cảm giác có được một thuộc hạ vừa trung thành vừa có năng lực dễ như bữa ăn sáng, muốn tìm là tìm được ngay rốt cuộc hắn đã nắm chắc được chuyện gì mà giọng nói lại tự tin như vậy không chỉ thương tâm từ ngay cả bạch ngưng băng cũng hiếu kỳ không thôi đi theo ta ở đây này phương nguyên đi trước dẫn đường cho hai người sau bảy tám lần rẽ bọn họ đến trước một cái hẻm nhỏ chính giữa cửa hàng đèn lồng và cửa hàng tơ lụa có một cái sạp hàng phương nguyên bước đến trước sạp hàng sau đó dừng lại phía sau sạp hàng là một gã thiếu niên nửa nằm nửa ngồi quần áo gã thiếu niên rách tả rơi, dựa lưng vào góc tường, ánh mắt nheo lại, sắc mặt rất kém, ánh mắt hơi lờ đờ giống như say rượu. Chẳng lẽ người hắc thổ ca ca muốn tìm chính là vị thiếu niên này? Thương tâm từ suy nghĩ trong lòng. Bạch Ngưng băng dùng ánh mắt lợi hại dò xét người này. Mặc dù cậu ta là cổ sư, nhưng chỉ có nhất chuyển trung giai. Nhìn bộ dạng của cậu ta, tuổi tác có vẻ không nhỏ. Tuy nhiên, cậu ta lại có tu vi như vậy, quả thật thê thảm vô cùng. Vị tiểu ca này muốn mua gì? A, à, Phương Chính Thiên Nhân. Cả Thiếu Niên Phát Giác có người, liền mở hai mắt. Lời vừa mới nói được phân nửa, giọng điệu bỗng nhiên cao lên, biểu hiện chấn động. Bây giờ Phương Nguyên được xem là người nổi tiếng ở thành Thương Gia, cũng không che giấu diện mạo, rất nhiều người đều nhận ra hắn. Bạch. Bạch Ngưng Băng đại nhân. Cậu ta nhìn thấy Bạch Ngưng Băng, giọng điệu kích động đến mức cà lăm mặc dù cậu ta không biết thương tâm từ nhưng có thể phân biệt được khí tức cổ sư của nàng. Cộng thêm dung nhan thương tâm từ tuyệt sắc, càng làm cho cậu ta có cảm giác hoa mắt. Đây là 10 khối nguyên thạch, ta mua hết đồ của ngươi. Ngươi có thể đi rồi. Phương Nguyên móc ra một túi nguyên thạch. Cậu thiếu niên vui mừng quá đổi, nhưng rồi lại hơi do dự. Sạp hàng này là khi cậu ta thu dọn di vật của tổ phụ mà tìm được một số thứ vụn vặt. Cậu ta cũng đã kiểm tra qua, chỉ toàn là đồng nát chẳng có thứ gì đáng giá cả nhưng vì sao phương chính đại nhân lại muốn mua đồ của cậu ta chẳng lẽ bên trong đống đồ này có bảo vật nếu có bảo vật cậu ta bán đi chẳng phải sẽ bị lỗ sao trong lúc cậu ta đang suy nghĩ phương nguyên bỗng ném cái túi nhỏ nguyên thạch trong tay cho cậu ta ngươi còn đang suy nghĩ chuyện gì vậy không nghe ta nói rõ sao hừ ta nhìn trúng đồ của ngươi là vinh hạnh của ngươi Bây giờ ngươi có thể biến rồi. Nếu còn không biết, ngươi ngay cả cơ hội biến cũng không có. Phương Nguyên lạnh giọng uy hiếp. Gã thiếu niên bị dọa đến run rẩy. Cậu ta lắp bắp nói, Phương Chính Thiên Nhân, tại sao ngài lại như vậy được chứ? Làm ăn, phải nói đến chuyện ngươi tình ta nguyện. Chúng ta không thể ép mua ép bán được. Ngài cũng phải còn nửa phần người chứ. Với lại, đây là thành thương gia. Bốt. Phương Nguyên vung tay, tác vào mặt gã thiếu niên. Biến. Phương Nguyên dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng quan sát gã thiếu niên, giọng điệu bình thản. Gã thiếu niên ôm mặt, kinh hồn tán đảm, sợ đến toàn thân run rẩy. Cậu ta ngẩng đầu nhìn Phương Nguyên, ánh mắt chạm vào con ngươi đen nhánh của hắn, lập tức quay sang chỗ khác, sau đó không nói tiếng nào, lão đảo chạy đi. Hắc thổ ca ca, thương tâm từ nhìn theo bóng lưng gã thiếu niên, có chút không đành lòng gương mặt bạch ngưng băng vẫn lạnh lùng tâm từ ta là cổ sư ma đạo tất có cung cách làm việc của mình chính là tận tình tung hoành phương nguyên giải thích lời lẽ thẳng thái những người còn lại đều nhìn hắn hắn ngó nghiêng xung quanh một phen mọi người lập tức né tránh không dám đối mặt với hắn nếu đổi lại là phương nguyên trước đây hắn cũng muốn giả vờ giả vịt một phen vận dụng thủ đoạn lừa gạt mua đống đồ này nhưng bây giờ thực lực của hắn đã mạnh xưa đâu bằng nay, có thể sử dụng thủ đoạn trực tiếp nhất, bất dùng sức, vì sao lại không dùng chứ? Nhân vật chính đạo rất yêu quý thanh danh, phong độ của mình. Cho nên, ngày thường hay thích thể hiện sự hiền lành, mềm mỏng. Phương Nguyên không phải chính đạo, mà là ma đạo. Từ xưa đến nay, cá lớn nuốt cá bé, cá bé ăn tôm. Đây chính là luật trừng mạnh được yếu thua. Chỉ là người trong ma đạo đều xé thịt, từng ngụm nuốt vào còn người chính đạo thì vừa ăn vừa rơi nước mắt cá sấu, nói mình bất đắc dĩ. Luôn có những người ngu muội bị lừa gạt như vậy, hoặc ngu xuẩn đến mức tự lừa gạt mình, không muốn đối mặt với chân tướng tàn khốc. Ha ha! Trên thực tế cũng đều là ăn cả thôi. Kẻ bóc lột ăn kẻ bị bóc lột, kẻ xâm lược ăn kẻ bị xâm lược, kẻ tấn công ăn kẻ bị tấn công, kẻ mạnh ăn kẻ yếu, kẻ áp bách ăn kẻ bị áp bách, kẻ trên ăn kẻ dưới chúng sinh vạn vật không có gì là không ăn. Không ăn thì không thể sinh tồn. Chỉ là cách ăn khác nhau mà thôi. Phương Nguyên đuổi gã chủ quán thiếu niên, cúi xuống chọn lấy một lệnh bài trên sạp hàng. Lệnh bài này được chế tạo từ hắc thiết, đen thui, chỉ còn lại nửa miếng không trọn vẹn. Bên trên lờ mờ có khắc chữ, nhưng đã bị mòn, thiếu mất một nửa, hoàn toàn nhìn không ra. Nhưng Phương Nguyên lại biết, đây là chữ cơm. 300 năm trước, một cổ sư ma đạo trọng thương rơi xuống nước, được một cô nương đang giặt áo tại bờ sông cứu được. Cô gái tâm địa thiện lương, sau khi cứu được vị cổ sư ma đạo này, đã bí mật giấu y trong kho củi, ngày ngày đưa cơm cho vị cổ sư đó dùng. Sau khi vị cổ sư ma đạo đó khôi phục, cảm kích ân tình của cô gái, đã lấy ra một tấm lệnh bài hát thiết, khắc một chữ cơm lên đó. Sau đó tách lệnh bài thành hai nửa, một nửa giao cho cô gái, một nửa giữ lại cho mình. Khi cổ sư Ma đạo rời đi, y đã cẩn thận căn dặn cô gái, nếu tương lai có chuyện gì khó khăn, có thể đến động quỷ khốc ở núi Đan Hỏa tìm y để giúp đỡ. Nếu cô gái chết đi, chủ nhân của nửa tấm lệnh bài là người khác, hiệu quả vẫn như cũ. Cô gái vẫn luôn nhớ kỹ, nhưng chưa được 50 năm, núi Đan Hỏa phát sinh thiên chiến. Núi lửa phun trào, động quỷ khốc bị chôn vùi. Vị cổ sư Ma đạo đó bị thiết gia bắt sống, nhốt tại tháp trấn ma nửa tấm lệnh bài cũng mất đi tác dụng nó được lưu truyền trong tay hậu nhân của cô gái cho đến ngày nay bởi vì dính đến ma đạo trước khi cô gái chết cũng không tiết lộ bí mật cho con cháu biết đem câu chuyện cũ này xuống suối vàng với mình hậu nhân của cô gái bị gia tộc khu trục lang thang định cư ở thành thương gia gia đạo dần dần xuống dốc con cháu không tài lại bất hiếu nhất mạch đơn truyền xuống dưới cho đến bây giờ chỉ còn lại gã thiếu niên đó gã thiếu niên này bị chiều đến sinh hư tính tình công tử ăn chơi cá cược gái gú không thứ nào là không có sau khi cha mẹ chết cứ cách một khoảng thời gian cậu ta lại dựa vào việc bán di vật tổ tông mà sống qua ngày nhưng trong một lễ lợi nhuận vận mệnh của gã đã bị thay đổi ba huynh đệ của cổ sư ma đạo năm đó đến đây đi dạo trong lúc vô tình phát hiện nửa tấm lệnh bài trên sạp hàng này ba người vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ móc ra nửa tấm lệnh bài khác tráp lại thành một khối. Thì ra vị cổ sư Ma đạo năm đó cũng có huyết mạch lưu truyền. Trước khi bị thiết gia bắt, ông ta đã dặn dò hậu nhân của mình ghi nhớ câu chuyện cũ. Trong tương lai, nếu có khả năng, hãy nhớ trả lại phần ân đức này. Ba vị huynh đệ chính là hậu bối của vị cổ sư Ma đạo. Sau khi nhìn thấy tấm lệnh bài, bọn họ đã nói rõ với gã thiếu niên chủ quán, đồng thời cũng hỏi gã cần trợ giúp gì, bọn họ nhất định sẽ toàn lực giúp đỡ gã thiếu niên này cũng là kẻ giảo hoạt. Gã lập tức trả lời, nói hiện nay còn thiếu ba thuộc hạ, bình thường cũng không có ai giúp đỡ. Ba huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, sau đó quỳ xuống, nhận gã làm chủ nhân 20 năm. Trong vòng 20 năm, mặc kệ sai bảo bọn họ như thế nào cũng được. Nhưng sau 20 năm, xem như đã trả xong ân tình. Ba huynh đệ này là nhân vật có tiếng ở diễn võ trường, người nào cũng có tu vi tam chuyển, am hiểu nhất chính là chiến thuật hợp kích. Gã thiếu niên ỷ vào năng lực của ba vị huynh đệ, có lại được phú quý năm xưa. Trong khoảng thời gian đó, gã bảo ba huynh đệ bưng trà, rót nước, đưa nguyên thạch, tất cả đều được đáp ứng. Nhưng sau 20 năm, ba huynh đệ đã trả xong ân tình, lập tức rời khỏi gã. Bởi vì đã quên mất việc lao động như thế nào, lại xấu hổ khi ăn xin, thậm chí còn không biết tiết chế, gã chỉ sống mơ mơ màng màng, chưa được nửa tháng thì chết. Đương nhiên đây đều là chuyện phát sinh trong kiếp trước của phương nguyên hiện tại ba vị cổ sư ma đạo đó còn chưa phát hiện được nửa tấm lệnh bài này mà nửa tấm đó đã lọt vào tay phương nguyên còn gã thiếu niên kia ai quản gã sống chết như thế nào dựa theo trí nhớ của kiếp trước phải đến sang năm ba vị huynh đệ cổ sư ma đạo mới phát hiện tấm lệnh bài này nhưng bây giờ phương nguyên đã sớm có được nửa tấm lệnh bài trong tay lập tức dẫn bạch ngưng băng và thương tâm từ chủ động đến tìm ba vị huynh đệ kia cũng bày biện sạp hàng trước cửa nhà a à, là phương chính thiên nhân còn có bạch ngưng băng đại nhân nhìn thấy hai người phương bạch ba huynh đệ vội vàng đứng lên bọn họ đều bị phương nguyên hoặc bạch ngưng băng đánh qua thế giới này tôn trọng sức mạnh trong quan niệm cổ sư ma đạo bọn họ lại càng coi trọng quan điểm này hơn bạch ngưng băng là tu vi tứ chuyển phương nguyên chiến thắng tự khai đi bởi vậy không cổ sư ma đạo nào là không nể mặt hai người bọn họ. Lần này ta đến đây, là chủ động tìm các người. Gương mặt Phương Nguyên không chút biểu cảm, ánh mắt liếc nhìn ba huynh đệ. Ba huynh đệ này đều là họ Hùng. Lão đại tên là Hùng Thổ, lùng nhất bên trong ba huynh đệ, thân hình chắc nịch, là cổ sư thổ đạo tam chuyển cao dai. Lão nhị tên Hùng Hỏa, lúc nào cũng để mình trần mặt quần ngắn, toàn thân màu đỏ, cổ sư hỏa đạo tam chuyển trung dai lão tam tên là Hùng Phong, lúc nào cũng đội một chiếc mũ rộng vành, mắt phượng dài nhỏ, nhìn ai cũng thích nheo mắt lại, là cổ sư phong đạo tam chuyển sơ giai. Nghe Phương Nguyên nói xong, ba huynh đệ lập tức cảm thấy bất an. Hùng thổ vội vàng ôm quyền, thi lễ với Phương Nguyên, Phương chính thiên nhân, không biết lần này ngài đến cửa là có chuyện gì. Nếu huynh đệ chúng ta trong lúc vô tình mạo phạm đến ngài, ta xin hướng ngài bồi tội. Phương Nguyên nhướng mày, chắc các người cũng nghe nói, ta đã từ bỏ diễn võ trường, lựa chọn trợ giúp thương tâm từ, muốn giúp nàng ấy trở thành thiếu chủ thương gia. Bây giờ chúng ta vẫn còn thiếu người, ba người các ngươi hãy đi theo chúng ta. Cái này, ba huynh đệ hùng gia lập tức cau mày. Bọn họ đến thành thương gia, tham gia diễn võ trường, mục đích chỉ có một. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.